Video này được tài trợ bởi 360 Boutique. 360 Boutique thương hiệu thời trang nam chất lượng trên gian Shopee Mall. Chi tiết ở phần sau của video. 360 Boutique không đầy tủ đồ, mix ra đủ bộ không cần mua nhiều sản phẩm mix ra đủ các outfit khác nhau dùng đủ các gì khác nhau để tri ân sự ủng hộ nồng hậu của anh em The Reviewer 360 tung tiếp sản phẩm áo polo để anh em dễ mix với quần âu nhập mã 360 BTRP giảm ngay cho anh em thêm 20k chỉ còn 179k cho một chiếc áo polo chất cực xịn cực mịn polo 5 màu đang bán chạy tại tất cả các mặt trận của 360 chất liệu vải pique cá sấu làm cho chiếc áo này mát lạnh lạ thường cực kỳ phù hợp với mùa hè nóng nực Đương nhiên áo không nhăn kể cả khi anh em vứt vào máy giặt quay 1.000 vòng Của áo dệt họa tiết bắt mắt, chỉn chu, lịch sự mà vẫn trẻ trung Nhận hàng không đẹp, anh em cứ cho quay đầu hàng 180 độ Áp mã ngay hôm nay để sở hữu chiếc áo quốc dân này Đây là Hannibal, một quý ông đẹp trai, ăn mặc đẹp, nhà giàu, biết nấu ăn Thậm chí nấu ăn bằng cả trái tim Nói chung là husband material Anh này chỉ có một nhược điểm bé xíu xíu xinh xinh là ông ấy ăn thịt người và kiểu giết người nữa thế thì mấy ăn thịt được ấy chắc là không sao đâu và video này để mang đến cho bạn bởi content nhật minh và giọng đọc vui vẻ được phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa ăn tối trước khi đi ngủ hoặc khi bạn cần một cái gì đó ở background để làm việc học tập để chúng tôi tổng hợp và cốc nhật từ nhiều nguồn thông tin nếu có gì sai hoặc cần chỉnh chính các bạn hãy vui lòng comment bên dưới để chúng tôi rút kinh nghiệm để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất hãy xem phim và tự cảm nhận còn đây là will một tư vấn viên đặc biệt của fbi anh này đang sử dụng khả năng siêu thấu cảm của mình để tái hiện lại hiện trường một vụ án mặc dù nó nhìn khá giống chơi đá nhưng mà lại hiệu quả một thanh tra fbi đã đến gặp Will để nhờ phá một vụ án giết người hàng loạt gần đây. Trong 18 ngày đã có 8 cô gái bị xử hoặc mất tích. Nhưng tại hiện trường thì lại không có một manh mối gì, kể cả thi thể nạn nhân. Cảnh sát trong phim trinh thám thì thường không thông minh lắm nên là họ phải nhờ đến sự giúp đỡ của một ông giáo viên trường đại học. Will sau khi nhìn qua một lúc thì phát hiện các nạn nhân đều có điểm chung về tuổi tác, ngoại hình, chiều cao, cân nặng. Tại sao hung thủ lại chọn những cô gái đó? lập dàn harem để chuẩn bị isekai không hung thủ chỉ đang cố che giấu ý định thực sự của mình thông qua việc xử những cô gái có ngoại hình giống với người hắn muốn xử nhất và người ấy là ai người bình thường thì xem vi channel để biết còn will cùng các đặc vụ khác của fbi đến nhà alice nạn nhân gần đây nhất nhưng mà thứ chờ đợi họ lại là cái xác được đặt ngay ngắn của alice trên giường ngủ tức là tên sát nhân đã mạo hiểm quay lại hiện trường để trả cái xác về đúng chỗ cũ wow wtf pro để tìm hiểu nguyên nhân thì pháp y tiếp tục khám nghiệm tử thi và tìm thấy một lượng nhung hiu còn sót lại trong cơ thể cô gái Ngoài ra lá gan của cô gái cũng bị cắt rời Nhưng mà thay vì lấy đi thì hung thủ lại đặt lại chỗ cũ Điều này dẫn Will đến một suy luận là hung thủ là kẻ ăn thịt người Và lý do hắn để lại lá gan ở chỗ cũ là vì thịt đã hỏng Cô gái này bị ung thư gan, từ đó thì cũng suy ra Nhung Hiêu chính là lời xin lỗi của hung thủ vì Nhung Hiêu ngoài tác dụng đâm người thì còn có thể chữa lành bên cạnh lá gan và nhung hiêu thì pháp y cũng tìm thấy một lượng nhỏ kim loại chuyên dùng làm ống nước trên quần áo của alice điều này chứng tỏ nghề nghiệp của hung thủ là công nhân hoặc thợ sửa ống nước nhưng mà tiếc là không có cô chủ xinh đẹp nào ở đây cả mà chỉ có will đang dần mắc bệnh tâm lý do tiếp xúc với án mạng cũng như là ép mình sử dụng thấu cảm quá mức và để will có thể tiếp tục bán mình cho tư bản thì jack đã tìm cho anh ta một bác sĩ tâm lý đó chính là hannibal lecter kẻ mà ai cũng biết là ai hannibal vừa gặp mặt thì đã ngay lập tức phân tích tâm lý của will tất nhiên là bị một người lạ đọc như một cuốn sách ngay từ cái nhìn đầu tiên rất là khó khó chịu nên là will đứng dậy và bỏ đi luôn nhưng mà hannibal thì vẫn rất lạc quan và nói với jack rằng mình có thể giúp will phá vụ án này chuyển cảnh tới hiện tại fbi một lần nữa phát hiện ra xác của một cô gái bị đâm bằng nhung hiêu nhưng khác với lần trước thi thể lần này được tìm thấy ở một nơi đồng không mông quạnh theo đúng nghĩa đen phần phổi của cô gái đã bị lấy đi ngay lúc đấy thì phim chuyển cảnh qua hannibal cởi bỏ lớp áo blue thay vào chiếc tạp dề để chế biến một món gì đó được làm từ phổi giờ thì đoán xem hung thủ là ai nào fbi cho rằng hung thủ của vụ án lần này với vụ án lần trước là một nhưng mà Will thì không nghĩ thế bởi vì hung thủ trong các vụ án mạng trước tôn trọng người mà hắn đã xử bằng cách ăn họ sạch sẽ và khi tôi nói ăn sạch sẽ thì nghĩa là ăn theo nghĩa đen ấy. Trong khi tên hung thủ lần này thì chỉ coi cô gái như một con lợn, lấy đi phần ngon rồi tạo dựng một hiện trường giả để đổ lỗi cho hung thủ trước. Will suy đoán là tên hung thủ thực sự của chuỗi xử người hàng loạt này phải có một hoặc hai căn nhà, trong đó có một căn nhà có nhung hiêu Ngoài ra thì hắn có một đứa con gái đã đủ tuổi đi tù và chuẩn bị cút khỏi nhà nên là để xoa dịu nỗi đau chuẩn bị mất con thì hắn ta chọn xử những cô gái có ngoại hình giống với con gái của mình. Wow, cuộc điều tra tạm thời kết thúc ở đó. Một nhà hiến chết đã từng nói là cách để giải quyết hiểu lầm giữa một cặp đôi, ngoài làm tình thì còn có đồ ăn. Sáng hôm sau, Hannibal mang theo hai hộp đồ ăn dầu protein không rõ nguồn gốc đến nhà Will để xin lỗi về sự tọc mạch trong cuộc gặp mặt lần trước. Will chấp nhận lời xin lỗi của Hannibal rồi cùng nhau lái xe đến một công trường xây dựng để tìm hiểu thêm về hung thủ trong vụ sửa người hàng loạt. Tại đây thì Will đã tìm ra sơ hở của hung thủ. Trong khi những công nhân khác đều khai báo địa chỉ của mình thì chỉ có một ông tên Hobbs là thấy không ghi gì. Will tức tốc rời đi với đống tài liệu vừa tìm được, nhưng trong lúc vận chuyển tài liệu ra xe thì bác sĩ Hannibal đã vô tình ụp cả đống tài liệu vào mặt của bà thư ký bằng một cách không thể nào mà giả chân hơn Dù nhân lúc Will và bà trợ lý nhặt đồ thì quay trở lại phòng và nhấn máy gọi điện thoại cho Hobbs Người nghe máy là con gái của ông ta Cô bé này thì sẽ có rất nhiều đóng góp cho cốt truyện sau này nhưng mà tôi sẽ đề cập sau Con gái của Hobbs chuẩn máy cho bố và từ đầu dây bên kia Hannibal nói đúng một câu để cảnh báo Hobbs rằng FBI đã biết rồi đấy, khôn hồn thì chạy đi Nhưng mà có vẻ ăn thịt người đã khiến chỉ số EQ của Hobbs tỷ lệ nghịch với giá Bitcoin Nên là khi mà Will và Hannibal lần được tới nhà thì hắn vẫn còn đang đánh nhau với vợ Cả hai được chứng kiến một màn bạo lực gia đình full HD không che hobbs biến vợ thành con gà cống cụ tức là ông này cắt cổ vợ đấy nhưng mà cảnh này cho ra thì bị vàng tiền nên là tôi mô tả ấy thôi xong rồi vội vàng chạy vào trong nhà để xử nốt đứa con gái sau khi thấy bà mẹ có vẻ đã hết cứu thì will nhanh chóng xông vào trong còn Hannibal thì vẫn giữ phong thái quý ông, bình tĩnh nhìn hiện trường hỗn loạn. Will và Hobbs cùng con gái đụng mặt trong bếp. Hobbs định một nhát đưa con gái về với mẹ nhưng đã bị Will dùng súng ngăn lại rồi nã liên tục thêm vài phát nữa. Tên sát nhân tử ngay tại chỗ. Lúc này thì Hannibal mới từ ngoài bước vào để sơ cứu cho con gái của Hobbs. Cô bé mặc dù bị thương nặng nhưng mà về cơ bản thì vẫn giữ được mạng sống. Nạn nhân thì giữ được mạng rồi nhưng mà Will thì sắp không giữ được những suy nghĩ bất ổn trong đầu mình nữa. Căn bệnh tâm lý của Will một lần nữa lại ngấp nghé trở lại và thế là chúng ta hết tập 1. Mở đầu tập 2 thì không phải là Hannibal dậy nấu ăn hay là Will Graham suy luận nữa mà intro nhắc lại tập trước. Will Graham sau khi bắn lủng người Hobbs thì có vẻ là vẫn chưa hài lòng với kết quả nên quyết định đi tập luyện. Đang hăng say luyện tập thì rách gõ cửa xe và đưa cho Will 5 triệu <laughs> và kéo Will ra khỏi giấc mơ. Họ cùng tới căn nhà cũ của Hobbs để điều tra thêm nhưng mà cũng không chắc chắn được gì và tất cả đều phải đợi nhân chứng cũng như là kẻ được nghi là đồng phạm của Hobbs, Abigail, con gái của Hobbs tỉnh dậy. Will cũng tự nhận ra là tâm lý của mình ngày càng bất ổn nên không cần bị thúc ép cũng chủ động tới gặp Hannibal để xin lời khuyên. Một thời gian sau, trong thị trấn lại tiếp tục xảy ra một vụ án xử người. Vụ án lần này cũng là xử người hàng loạt, nhưng mà thay vì ăn nạn nhân thì tên hung thủ này quyết định dùng họ để chống nấm. Trước mặt Will là 9 người với đống nấm được mọc ra từ cơ thể và tay của mỗi người đều gắn một cái kim tiêm thâm qua đó để truyền dinh dưỡng vào cơ thể. Có vẻ như là ngoài thằng béo và cậu bé nhỏ ra thì đây là những cây nấm tiếp theo biết giết người. Với vụ án khó khăn như thế này thì năng lực thấu cảm của Will một lần nữa được sử dụng. Will tưởng tượng ra mình là hung thủ đang làm vườn với đống xác nhưng mà đào được một lúc thì lại thấy người nằm trong mộ lại chính là Hobbs người đã bị Will xử từ trước đó Will đứng hình và cuộc thấu cảm bị cưỡng ép dừng lại khi một nạn nhân bị chồng nấm lên người vẫn còn thoi thóp cảm thấy tình trạng tâm lý của mình bất ổn vờ lơ nên là Will lại đến gặp Hannibal có vẻ như là sau buổi trị liệu tâm lý thì Will đã thực sự coi Hannibal là bác sĩ của mình Hannibal cho rằng Will chỉ đang stress thôi nhưng mà ngay cả Google cũng biết 25 dấu hiệu của stress thì không bao gồm nhìn thấy ảo giác nên là về cơ bản thì Hannibal chỉ đang nói dối nhưng mà tại sao Hannibal lại nói dối tôi sẽ giải thích ở phần sau à, vì nghĩ mình chỉ bị stress do lần đầu lấy mạng người nên là Will cũng yên tâm hơn và bắt đầu thuật lại toàn bộ vụ án này với Hannibal. Trong lúc hai người đàn ông đang tâm sự mỏng thì bên ngoài xuất hiện một kẻ phá đám là Freddy Lounge, một nhà báo. Có thể ví cô này với Thế Anh 28, rất là giỏi rất tít đam mê của Laos là tìm kiếm tin tức rồi đăng nó lên để câu view mà không cần quan tâm đến hậu quả nghe khá giống tiktoker nhìn vào mặt tích cực thì những gì cô này làm chỉ đơn giản là cung cấp thông tin và phơi bày những thứ thối nát của xã hội còn khía cạnh tiêu cực là bị Hannibal nhắm đến nhưng mà vẫn chưa đến mức phải xin danh thiếp ai mà bị Hannibal xin danh thiếp tức là đây là người bất lịch sự và bao giờ Hannibal đói thì sẽ đi săn người này về phía Will thì sau cuộc trò chuyện với Hannibal đã phát hiện ra điều gì đó nên ngay lập tức quay lại phòng pháp y yêu cầu kiểm tra lại thi thể một lần nữa và đúng như dự đoán các nạn nhân không tử vong vì số nấm trên cơ thể mà tử vong vì suy thuận do bệnh tiểu đường điều này chứng tỏ hung thủ là một bác sĩ hoặc dược sĩ chuyên cung cấp các loại thuốc chữa bệnh cho nạn nhân nhưng mà thay vì thuốc chữa tiểu đường thì hắn thay bằng thuốc ngủ hoặc là cái gì đấy để khiến nạn nhân hôn mê rồi bắt cóc họ fbi ngay lập tức điều tra các bệnh viện và nhà thuốc xung quanh khoanh vùng và xác định được vị trí hung thủ đây là một dược sĩ tên là eldon nhưng mà khi đến nơi thì hung thủ đã chạy mất và trong xe của hắn thì chỉ còn một nạn nhân vừa được đưa vào nhưng mà cái lý do mà hung thủ có thể bỏ chạy được là vì bài báo của Launce tiết lộ nhiều bí mật mà phía FBI không công khai, kể cả việc Will có thể dùng siêu thấu cảm để dựng lại hiện trường. Jack biết tin này thì cay lắm nên là tìm đến Launce để hỏi tội và đe dọa là nếu mà dám viết thêm một bài nào nữa về Will thì sẽ cho cô biết thế nào là sức mạnh của người da màu. Về phần Will, lúc này vẫn đang ngồi ở bệnh viện chờ Abigail tỉnh lại và suy tư về đống ảo giác chạy trong đầu mình. Cái chết của Hobbs ảnh hưởng đến Will nhiều hơn những gì bản thân anh này nghĩ. Hình ảnh con hươu cứ vòng qua vòng lại như một sự gợi nhớ đến Hobbs. Chúng ta chuyển cảnh với Launce lúc này đang đi ra ngoài và người đàn ông đứng đợi ở đó từ chiều. Đây là ông thám tử đã giúp Laos vào được hiện trường và ông ta bị đuổi việc vì làm điều đó nên đã tới đây để đòi nợ. Nhưng bỗng dưng từ đâu Eldon xuất hiện và tặng ngay vào đầu ông thám tử một phát súng. Laos hoảng hốt, tiếng còi vang lên, xe cảnh sát đã đến nhưng mà tất cả những gì còn lại chỉ là tan cuộc. Hung thủ Eldon thì đã tới bệnh viện nơi Abigail nằm. hắn ta cho rằng người duy nhất có thể hiểu mình là Will và phần thưởng cho sự thấu hiểu đó là biến thành nấm cùng Abigail. Nhưng mà Will xuất hiện kịp thời, dùng súng bắn thương Eldon. Nhưng mà khác với cảm giác khi bắn hop thì Will không cảm thấy sướng khi bắn Eldon. Hannibal cho rằng đó là vì Eldon chưa chết, còn Hobbs thì có. Will cảm thấy việc thanh trừng mấy thằng mất dạy cho mình cảm giác quyền lực. Hannibal an ủi Will và cho rằng đấy là điều bình thường, vì ngay cả chúa cũng thích xử người. Nhưng làm sao mà ông biết? <laughs> Quay trở lại với vụ án của Hobbs và Abigail, cũng là chuyển sang tập 3 Lúc này Hobbs cùng con gái của mình đang tập săn bắn Mục tiêu là một con Lilia Sau vài phát bắn trượt thì cuối cùng Abigail cũng thành công đưa con hươu lên bàn mổ Bài học tiếp theo của cô chuyển qua lóc thịt Và nghe ông bố nói đạo lý về việc ăn sạch là đang tôn vinh động vật Sau quả jump scare làm tôi tí ướt quần Thì câu chuyện quay trở về với hiện tại Abigail cũng tỉnh lại sau cơn hôn mê Và Jack, người nghi ngờ Abigail là đồng phạm của bố mình Đã yêu cầu Will tới bệnh viện để thẩm vấn cô bé Nhưng bác sĩ tâm lý của Abigail, Alana Bloom thì không đồng ý với cái điều đấy tại vì việc để một đứa trẻ vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê dài gặp kẻ đã xử tử bố mình thì quá là tàn nhẫn nên là cô đã tự mình đến gặp abigail để nói chuyện nhưng mà abigail trông lại cực kỳ bình tĩnh nếu mà ở gotham thì có lẽ lúc lớn lên cô sẽ trở thành batman điều này khiến bloom tỏ ra ngờ vực nhưng mà vẫn báo cáo lại với jack và tất nhiên với một người thiếu đồng cảm như jack thì điều này chỉ củng cố thêm luận điểm là abigail chính là đồng phạm vì vậy jack yêu cầu will cùng bác sĩ hannibal tới gặp abigail trong lúc chờ đợi will thì hannibal đã được nghe những suy đoán của will về kẻ bắt trước đã sát hại nạn nhân cuối cùng trong vụ của hop những gì will đã suy luận đều đúng với những gì mà hannibal đã làm thế nên là hannibal đã mỉm cười nụ cười của người đàn ông gia trưởng kết thúc buổi giảng will cùng hannibal đã tới gặp abigail nhưng mà trước đó họ đã có một vị khách không mời khác đó chính là lao cô này tới để lấy thêm thông tin trong vụ sát hại từ con gái của hung thủ tiện để nói xấu will nhưng lại bị bắt tại trận will cùng hannibal bước vào Lounge cũng rời đi nhưng mà không quên để lại vài câu gây hoang mang cho abigail nhưng mà thao túng tâm lý là nghề của hannibal rồi nên là chỉ cần nói vài câu cả hai đã lấy được lòng tin của abigail và cùng cô bé quay về nhà nhằm tái hiện lại hiện trường vụ án. khi mà nhắc về việc có một cuộc điện thoại trước khi xảy ra vụ án thì Abigail cũng lờ mờ nhận ra được người đó chính là Hannibal. nhưng mà đang trong quá trình tái hiện lại thì bạn thân của Abigail tới thăm. cô bé muốn tin tưởng bạn mình dù tất cả những người xung quanh đều không làm thế. ngay lúc đó anh trai của Cassie nạn nhân bị xử trong vụ của Hobbs tên là Nicholas đã xuất hiện và kết tội Abigail và sau khi ăn một phát đá vào đầu thì anh ta bỏ đi mất. cùng lúc đó thì Hannibal và Will cũng trở ra và trong lúc không ai để ý thì Hannibal đã giấu hòn đá có dính máu của ông anh kia. Ngày hôm sau, khi quay lại căn nhà gỗ mà bố của Abigail đã dùng để sơ chế thịt thì họ cũng bắt gặp một cục thịt đã chết ở đây, được giết theo cách mà kẻ bắt trước Hobbs đã làm. Nạn nhân lần này chính là người bạn thân trước đó của Abigail và từ miệng của cô thì Will phát hiện ra máu của anh trai Cassie Mọi sự nghi ngờ của FBI đổ dồn về phía Nicholas, còn mọi sự oán trách của người dân thì đổ dồn về phía Abigail, nhất là đối với người mẹ vừa mất con. Abigail siêu hoảng loạn, cùng lúc đó thì cô cũng phát hiện ra bố mình đã cho cả nhà ăn thịt người. Nicholas cũng xuất hiện ngay lúc đó, cả hai có sự giao và Abigail đã lỡ tay không, không, không lỡ tay lắm tự dưng đâm thêm chục phát nữa điều này cũng chứng minh Abigail không hề trong sạch trong những vụ giết người của bố Hannibal thì biết điều đó và ông ta đề nghị sẽ giấu cái xác này để bảo vệ Abigail nhưng mà thực chất là cũng là bảo vệ bản thân mình thôi tại vì Abigail lúc này đã nhận ra người đàn ông trong điện thoại chính là Hannibal nếu Hannibal nắm giữ một bí mật của Abigail và cô bé cũng thế thì giữa cả hai sẽ là mối quan hệ win-win bộ phim chuyển sang tập 4 và chúng ta lại được chứng kiến cô văn nan của vũ trụ Hannibal phá án nạn nhân trong vụ án lần này là gia đình Turner. Ban đầu thì nhà họ có 5 người, nhưng vào năm ngoái thì đứa con thứ đã mất tích và hiện giờ chỉ còn 4 vì đấy là cách mà toán học hoạt động. Từ hiện trường thì có thể thấy được là người mẹ là người cuối cùng bị xử và theo như phân tích của Will thì có thể nhìn thấy được sự tha thứ từ mắt của người mẹ. Điều đó đồng thời cũng chứng minh hung thủ là người con thứ đã mất tích. Nhưng tại sao một đứa trẻ lại làm thế với gia đình của mình? Will cho rằng nó đang bị điều khiển bởi ai đó và còn rất nhiều đứa trẻ khác cũng đang trong tình trạng tương tự. Từ hiện trường, pháp y phát hiện ra một dấu vân tay khác của một đứa trẻ tên là Connor First. Nhưng mà sao người ta lại có dấu vân tay của đứa trẻ nhỉ cũng mất tích cách đây không lâu rách nghe tin thôi thì vội chạy đến giảng đường chỗ will đang dạy học rồi đuổi tất cả sinh viên ra ngoài để nói cho will về phát hiện mới fbi nhanh chân đến nhà first nhưng vẫn chậm chân hơn tử thần cả gia đình first đã bị sát hại kể cả đứa con mất tích là connor cũng được tình thấy trong tình trạng chết cháy xem ra là hung thủ đã từ bỏ đứa trẻ tại vì nó không thể tự xuống tay giết mẹ mình bộ phim chuẩn cảnh và hình ảnh một gia đình với mẹ và ba đứa con hiện ra trông thì có vẻ hạnh phúc đến khi họ bắt đầu nói chuyện của connor ba mẹ trong gia đình này thực chất là kẻ bắt cóc có những đứa trẻ này chỉ đang bị thao túng tâm lý bà ta cho chúng ảo tưởng rằng đây mới là gia đình thực sự nhưng mà để thực sự trở thành gia đình thì việc loại bỏ gia đình trước đó là cần thiết nên là tất cả những đứa trẻ này mới nghe theo và đi xử hết bố mẹ thật của chúng nó lần này đến lượt christopher nhưng mà trước khi thằng bé thực sự làm điều đó thì will cùng fbi đã đến để ngăn lại bà mẹ giả ăn một phát súng tử vong ngay tại chỗ còn christopher thì chuẩn bị làm lại cuộc đời trong trại giáo dưỡng cùng thời điểm đó thì hannibal đã đến thăm abigail tại bệnh viện và rủ cô bé trốn viện về nhà mình chơi tại đây thì hannibal đã nấu một bữa ăn cho abigail trước khi ăn thì abigail được cho thêm ít thuốc phiện và phải nói là abigail phê quên lối về đầu óc hip hop luôn nhìn thấy cả ảo giác cha mẹ thông qua hannibal và bloom về cuối phim thì có một phân cảnh về gia đình của jack hai vợ chồng kết hôn cũng lâu nhưng mà do quá bận rộn về công việc nên là chưa có con tình cảm vợ chồng thì cũng theo đó mà nhạt nhòa jack thì muốn hâm nóng tình cảm nhưng mà thứ duy nhất ông này nghĩ ra là trịch mà như vậy thì thô quát nên là mới hỏi bà vợ muốn có con không người vợ nói rằng với bà thì quá muộn rồi câu nói này có ý nghĩa gì người vợ đang tiến mãn kinh hay là còn lý do gì khác thì tất cả sẽ được giải quyết trong tập 5 mở đầu tập 5 là hình ảnh Will đang ăn mặc như một thằng biến thái đi lang thang giữa đường lúc giữa đêm có vẻ việc tiếp xúc với án mạng và đẩy bản thân mình tới giới hạn khi mà sử dụng thấu cảm đã khiến Will bị mộng du đến mức này thì cho dù không có tí kiến thức y học nào thì cũng biết được cơ thể mình đang không ổn nên là Will vội vã đến gặp Hannibal từ sáng sớm để xin lời khuyên. Hannibal thì vẫn chiêu chiêu cho rằng đây là sang chấn hậu tâm lý, tiện thể đổ lỗi cho Jack vì đã bắt Will làm việc quá sức. Mấy lời nói của Hannibal trông thì giống như nói cho có nhưng đã chọc vào chúng chỗ ngỡ hiện tại của Will nên là bản thân anh này cũng tự sinh ra sự nghi ngờ với Jack. Trong vụ án tiếp theo, hung thủ là một kẻ cuồng tín, hắn biến tất cả những nạn nhân của mình thành thiên thần bằng cách lột da lưng rồi treo lên để tạo ra những đôi cánh WTF bro hung thủ cho nạn nhân quỳ gối trước chỗ mình ngủ trong tư thế cầu nguyện như thể hắn ta đang sợ lúc mình ngủ thì có chuyện nên mới cần có người cầu nguyện khi đang ngủ WTF bro từ bãi nôn mà hung thủ để lại hiện trường thì pháp y phát hiện ra một lượng DCB cái gì đấy và một đống chất những hóa học mà tôi chưa từng nghe qua được sử dụng cho một bệnh nhân có khối u kết luận lại là hung thủ bị u não và sợ bản thân sẽ chết khi đang ngủ nên hắn mới tạo ra thiên thần để trông coi giấc ngủ của mình còn chưa phán đoán được gì thêm thì vụ án tiếp theo đã xuất hiện vẫn là tên hung thủ lần trước với cách thực hiện y nhưng ở hiện trường lại khuyến mại thêm một chú chim chú chim này là của ai nhìn phần đúng quần của nạn nhân thì có vẻ là không phải rồi vậy là của hung thủ sao nhưng mà tại sao hắn lại làm thế Will cho rằng tên hung thủ này muốn trở thành thiên thần mà thiên thần thì không có bộ phận sinh dục nên để trở thành một thiên thần thực thụ thì hắn đã tự thiến wow what the f bro về phần của Hannibal thì sau bữa ăn tối với vợ chồng Jack lần trước ông ta nhận ra cơ thể của Jack có vấn đề thông qua mùi hương tất nhiên là vợ của Jack cũng để ý điều đó đó nên đã tới gặp Hannibal vào ngày hôm sau để nói về bệnh tình của mình. Vợ của Jack bị ung thư giai đoạn 4 và ai cũng biết là giai đoạn năm không tồn tại. Nhưng mà Jack vẫn chưa biết cái điều này vì vợ chưa biết nói như nào. Jack thì sau khi tìm ra thông tin của kẻ tạo thiên thần đã tìm gặp vợ của ông ta để nói chuyện, thực ra là vợ cũ. Sau khi phát hiện ra mình bị ung thư, hung thủ đã tỏ ra xa cách với vợ mình rồi cuối cùng là ly hôn. Jack nghe xong thì thấy quen phết, ông nhận ra vợ mình cũng có những hành động tương tự nên trong vô thức đã đoán ra là vợ mình bị ung thư. Jack lập tức gọi điện đến cơ quan của vợ và nhận được câu trả lời rằng cô đang gặp Hannibal nhưng mà trước khi đi gặp vợ thì vẫn phải đi gặp hung thủ trước đã Jack và Will đi tới nhà cũ nơi mà hung thủ từng ở và tại đây họ phát hiện ra kẻ tạo thiên thần đã tự biến mình thành thiên thần vụ án cũng khép lại tại đây Jack lúc này mới tới phòng khám của Hannibal để gặp vợ hai vợ chồng giảng hòa mà không cần màn xúc bình sang con nào cả khung cảnh suy tư của Jack và Will cũng kết thúc ở tập 5 và tập 6 đã bắt đầu vào một hung thủ quen mặt nhưng mà không phải là với khán giả mà là với Jack tiến sĩ điền người mà hai năm trước đã vào tù vì tội sát hại vợ con bây giờ đang ở trong phòng giam với với giam cha Pose. Trở ngục thấy thế thì đưa ông ta ra ngoài chữa trị nhưng mà lại chỉ để có một y tá ở lại với bệnh nhân là kẻ giết người. Thế là cô y tá kia có một vé đăng xuất nhưng mà cái cách ghi điền giết cô y tá lại rất giống với thợ sẻ vùng Chesepake. Mê. Một tên sát nhân hàng loạt khác cũng từng rất nổi tiếng với cách giết người tàn bạo. Ngay lập tức Jack và Will tới hiện trường. Trước đó thì họ gặp tiến sĩ Chilton cũng là giám đốc bệnh viện. Ông này vừa thấy FBI thì đã khẳng định tiến sĩ Gideon là thợ sẻ vùng CCPK, Bởi vì từ sau khi Gideon bị bắt thì thợ sẻ vùng CCPK cũng không còn hoạt động nữa và FBI nên hành động nhanh cầm nó lên nếu không muốn hung thủ chạy mất. Quay trở lại với lý do Jack lại quen mặt với thợ sẻ vùng cái vùng đấy. Hai năm trước thì Jack có một thực tập sinh tên là Miriam. Nó là thực tập nhưng mà đúng ra là giống trợ lý hơn Jack ngửi được mùi bóc lột từ Miriam Nên là yêu cầu cô phụ trách điều tra vụ án thợ sẻ vùng CCPK Tại vì cái tay này không phải là cứ muốn bắt là bắt được Tại vì ông ta là nhân vật chính Đúng vậy, thợ sẻ vùng CCPK chính là Hannibal Trong một lần tìm kiếm thông tin Miriam đã vô tình phát hiện ra bí mật này Nhưng mà chưa kịp thông báo với ai Thì cô đã được thêm vào menu bữa tối của Hannibal Quay trở lại với hiện tại thì Will bắt đầu nghi ngờ tiến sĩ Gideon Không phải là thợ sẻ vùng CCPK trong một lần thẩm vấn ghi tại nhà giam cùng Bloom thì ông đã vô tình khai ra rằng mình đã xử cô y tá trước rồi mới mổ xẻ người cách này thì khác hẳn với thợ xẻ vùng chesapeca tại vì thợ xẻ vùng chesapeca sẽ mổ bụng nạn nhân kể cả khi người đó còn sống đơn giản là vì điều đó mang lại cho hắn cảm giác quyền lực và một bữa tối giờ protein đêm hôm đó jack nhận được cuộc điện thoại bất ngờ tới từ địa ngục đầu dây bên kia vang lên tiếng của miriam cô liên tục kêu cứu và xin lỗi jack vì đã tay nhanh hơn não giờ cô đang không biết mình ở đâu và cũng không tìm được cách thoát ra không rõ cuộc điện thoại này có thật không nhưng mà rõ ràng hiện giờ nó là manh mối quan trọng của vụ án jack nghĩ ra một kế hoạch để nhử thợ sẻ vùng Chesapeca. đó chính là nhờ phóng viên viết báo lá cải về thân phận của thợ sẻ và đúng như dự đoán ngày hôm sau Jack lại nhận được cuộc điện thoại từ Miriam nhưng vị trí của người gọi lại ở nhà ông tại phòng ngủ của Jack pháp y còn tìm thấy rất nhiều dấu vân tay và thậm chí là một sợi tóc của Miriam nhưng mà Jack vẫn không tin là Miriam còn sống và tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là chiêu trò của thợ sẻ vùng Chesapeca. nhưng mà lão này là kẻ sát nhân chứ phải công ty truyền thông đâu mà lắm chiêu trò thế nhỉ ngay cuộc gọi thứ ba của Miriam đã dẫn Jack và FBI đến một tòa nhà cũ và nơi đó họ nhìn thấy cánh của Miriam vẫn còn mới. Chiếc điện thoại dùng để gọi Jack vẫn còn đang đổ chuông bên cạnh một mẩu giấy có ghi dòng chữ What do you see? Jack lúc này thì đang rất suy nên là tìm đến Hannibal để trò chuyện. Cảnh này thì cũng không có gì ngoài để khẳng định Hannibal chính là thợ sẻ vùng Chesapeake. Chuyển sang tập 7, Will lúc này đang giảng bài về vụ án thợ sẻ vùng Chesapeake, còn Hannibal thì ở giáp hát opera. Nghe cái bà này hát với gương mặt siêu khó ở. Bài hát hay đến nỗi Hannibal phải gớt nước mắt, còn ông béo này thì gớt liêm sỉ vì cả buổi không ngồi xem mà cứ liếc Hannibal. Buổi diễn kết thúc, khán giả đứng dậy vỗ tay trước tiết mục tuyệt vời. Và sau đó là một bữa tiệc nhỏ dành cho khách tham gia. Tại đây Hannibal gặp lại bệnh nhân mà mình đang điều trị, cũng là cái ông béo. Thay vì nghe nhạc và ngắm sân khấu thì lại ngắm Hannibal. Đi cùng ông ta còn có Tobias, một nghệ sĩ dương cầm sẽ có vai trò quan trọng trong tập này. Về phía Will, người đang chạy deadline như sinh viên kiến trúc đến kỳ nộp đồ án. Khi mà vụ án thợ sẻ vùng Chesapeake vẫn chưa giải quyết xong thì đã có thêm vụ khác. Trong vụ án này, nạn nhân bị mất một quả thận và theo đó là một đường rạch gần ở tim nhìn qua thì nó khá giống với phong cách của thợ sẻ vùng chơi Sapeka nhưng mà Will sau khi dùng năng lực thấu cảm thì cho rằng không phải vụ án này chỉ là một vụ cướp nội tạng và hung thủ có thể là một sinh viên khoa y nên là các vết mổ mới không được hoàn hảo và vết rạch cần tim thực chất là do hung thủ đang muốn xoa bóp tim trực tiếp trong lồng ngực nhưng mà do vấn đề kỹ năng mà nạn nhân không được cứu nói chung là vụ án này không có liên quan gì đến thợ sẻ vùng chơi Sapeka cả trong lúc Jack đang thất vọng vì muốn bắt hung thủ càng sớm càng tốt thì Will đến gặp Hannibal ở văn phòng Hannibal cố ý chuyển hướng cuộc trò chuyện sang vụ án gần đây và đưa cho Will ý về thân phận của thợ sẻ vùng chê pk và tất nhiên nó dùng để khiến will bế tắc tối hôm đó hannibal lên cơn thèm thịt người và nạn nhân là ông bác sĩ bất lịch sự đã từng bị hannibal xin danh thiếp menu cho bữa tối nay là gan bê ướp chanh rán giòn nên là người nạn nhân cũng thiếu mất quả tim và lá gan nhưng mà không chỉ dừng lại ở một hannibal liên tục đi săn để lấp đầy tủ lạnh của mình khi tủ lạnh đầy thì cũng là lúc mà số lượng nạn nhân tăng lên 8 xác nhận thông tin của từng nạn nhân cho thấy tất cả họ đều đăng ký hiến nội tạng tuy nhiên thủy will vẫn kết luận là có tận hai hung thủ và chỉ một một trong số đó là thợ sẻ vùng Chesapeake và đống nạn nhân này chỉ dùng để che mắt. Cùng lúc đó thì phía còn lại của FBI cũng tìm thấy một chiếc xe cứu thương kỳ lạ nên đã ngay lập tức đến hiện trường để điều tra. Qua dò xét thì họ cuối cùng cũng tìm thấy chiếc xe đang chở hung thủ và nạn nhân thì chuẩn bị bị lấy mất quả thận để có thể bắt hung thủ và cứu nạn nhân. Jack yêu cầu Hannibal vào cấp cứu nhưng mà chính hành động này của Hannibal đã khiến Will nghi ngờ tại vì Hannibal quá thành thạo so với một người đã ngưng là bác sĩ phẫu thuật một thời gian dài. Vụ án thợ sẻ vùng Chesapeake lại tiếp tục đi vào ngõ cụt. Tập bảy sau đó cũng kết thúc bằng một bữa tiệc trigger người ăn chay của hannibal Tập 8 bắt đầu với việc Will đang sửa một cái gì đấy thì nghe thấy tiếng động lớn bên ngoài. Anh này cho rằng có một con sói nguy hiểm nên mới rủ một động vật nguy hiểm hơn là Alana Bloom đến để kiểm tra giúp. Nhưng trong quá trình tìm kiếm thì họ không thấy có điều gì bất thường và chuyện này lại một lần nữa dẫn ta đến vấn đề tâm lý siêu bất ổn của Will. Cùng lúc đó thì bác sĩ Hannibal Lecter cũng đã tiếp nhận điều trị cho ông béo ở buổi hòa nhạc. Ông béo này cứ liên tục muốn làm bạn với Hannibal nhưng mà do thiếu kỹ năng nên là không thu hút được Hannibal. Vì vậy mà ông ta quay ra kể cho Hannibal người bạn của mình là Tobias rằng dạo này thằng bạn mình bất ổn thế nào nó còn từng nói về việc là muốn giết người nữa hannibal nghe xong thì biết ngay đây là chiêu trò của tobias tobias là thanh niên da đen này đang muốn được hannibal chú ý nên mới cố tình kể cho bạn mình tại vì biết là ông béo này rồi thì cũng kể cho hannibal đến đây thì chúng ta cũng được thấy cảnh làm dây đàn từ ruột người siêu nghệ của tobias cũng trong khoảng thời gian đấy thì bên phía fbi phát hiện ra một vụ án khác nạn nhân bị rạch cổ họng rồi nhét đàn violon vào chắc là hung thủ làm vậy để có thể chơi violon hình người Will cảm thấy hung thủ đang cố gắng thể hiện mình với ai đó Nhưng mà chưa biết là ai thì phim đã chuyển quảnh qua cuộc trò chuyện giữa Hannibal với bác sĩ tâm lý của mình Vấn đề nổi cộng nhất hiện nay Hannibal quan tâm chính là Will Dù cả hai khác nhau về mọi mặt nhưng mà Hannibal vẫn bị thu hút bởi Will và muốn làm bạn thân với cậu ta Nhưng mà là thân ai nấy lo Tại vì chẳng có người bạn thân nào lại cố tình cho kẻ giết người biết về thông tin của bạn mình Will bị Tobias cho vào tầm ngắm Và khi Will cùng hai đặc vụ khác tới nhà của Tobias để thẩm vấn thì bệnh tâm lý của Will lại tái phát Anh ta nghe thấy âm thanh ảo giác rồi vụ chạy ra ngoài Nhưng mà sau khi quay lại thì hai đặc vụ đã bị Tobias xử Còn hắn thì đang phục sẵn đằng sau để tấn công Will là không thành. Trong lúc hoảng loạn, Will vô tình bắn ra một phát súng và vì tiếng súng quá to nên màng nhĩ của Tobias đã bị ảnh hưởng. Biết là mình đã rơi vào cái thế hèn nên là Tobias bỏ chạy, nhưng mà chạy luôn đến nhà của chùm cuối. Hannibal và ông béo ở buổi opera đang ngồi chữa trị tâm lý thì Tobias đi vào với một cái cổ đầy máu. Thấy bạn mình hắc hóa ý, ý, ý tức là trở thành người xấu chứ không phải là trở thành người da đen ông béo đắc nhân tâm đứng giảng cho tobias về triết lý nhân sinh và đạo đức con người nhưng mà do sàm đời quá nên là hannibal cho ông béo mở khóa thành tựu một bước lên thiên đàng hiện trường lúc này chỉ còn có hannibal và tobias hai bên không nói không rằng nhưng mà ai cũng hiểu có một cuộc chiến sắp diễn ra và người chiến thắng sẽ là kẻ sống sót cuối cùng tobias vứt áo à khoác sang một bên thả lỏng cái vũ khí là chiếc dây đạn làm từ ruột người hannibal cũng cảnh giác lùi lại mấy bước tobias bắt đầu múa như karate kid rồi tiến đến chỗ hannibal nhân lúc không chú ý đá vào bộ khiến hannibal không kịp trở tay mà ngã xuống nhưng ngay lập tức giữ được thăng bằng đẩy cái thang sang một bên để đánh lạc hướng rồi giữ lấy vũ khí của Tobias bằng cổ tay. Hai người bắt đầu dùng tất cả những gì có trong nhà để phang vào đầu nhau. Tobias vô tình vớt được con dao đâm vào chân của Hannibal khiến ông ngã ra bàn. Chưa kịp kết liễu thì Hannibal đã hóa John Wick đâm Tobias một nhát bằng cây bút. Nam tử hán đại trượng phu đấm không lại đá vào cu. Lần này đến lượt Hannibal liên tục đá vào bộ hạ của Tobias. Tobias cũng không chịu thua, nhanh chóng phản công nhưng mà còn chưa kịp ngầu thì đã đấm nhầm vào cái lỗ trên thang. Hannibal tìm được điểm tựa ngay lập tức cho Tobias hiểu cảm giác của xanh tóc đỏ. Anh ra đen lúc này thì cũng phế rồi nên bị đấm một phát vào ngực là thở hồng hộc nhưng lúc đối thủ chưa hồi sức hannibal lấy pho tượng thả vài nhát vào đầu tobias trừ một người da đen kết thúc câu chuyện fbi bắt đầu đến thu dọn hiện trường và will người mà hannibal tưởng đã chết bước vào khuôn mặt của hannibal ngay lập tức trở nên nhẹ nhõm và ngày sau hannibal bình phục và tới gặp bác sĩ tâm lý để tâm sự với những chuyện đã qua tập 8 cũng kết thúc ở đấy không phụ sự kỳ vọng của tôi về conan phiên bản hollywood Tập 9 lại được mở đầu bằng một vụ án mới Hung thủ lần này có vẻ là một kiến trúc sư Tại vì biết xây nhà bằng xác của nạn nhân Nhưng mà điểm đặc biệt là những nạn nhân đều có thời gian chết khác nhau Thậm chí lấy cách nhau đến cả vài chục năm Đây chắc chắn là một vụ án khó Nhưng mà mưa đã có ô, lạnh đã có áo, phá án đã có Will Will nhắm mắt để chuẩn bị thấu cảm Nhưng mà khi mở ra thì trước mặt lại là phòng khám của Hannibal Chuyện gì đã xảy ra? Editor đang nói tăng lương Không, tất cả là do căn bệnh của Will đang ngày càng nặng và bên cạnh việc gây ra ảo giác thì cũng bắt đầu xuất hiện khoảng trống trong ký ức. Will khẳng định mình đang bị bệnh về não nhưng mà Hannibal vẫn cho rằng đây chỉ là hậu quả của việc sử dụng thấu cảm quá 180 phút. Thôi thì bác sĩ nói nào thì mình nghe thế nên là Will lại tiếp tục đi điều tra về vụ án. Qua khám nghiệm tử thi thì cho thấy là tất cả các nạn nhân đều được ghi nhận là chết do tai nạn. Nạn nhân đầu tiên của hung thủ đã chết cách đây 40 năm và có quan hệ cha con với nạn nhân cuối cùng trên mặt giấy tờ. Tại sao lại là trên mặt giấy tờ thì vì xét nghiệm ADN cho thấy họ không cùng huyết thống và vợ của nạn nhân đầu tiên dù cũng chết do tai nạn nhưng mà xác lại không xuất hiện ở đây. FBI tìm ra rằng trong quá khứ vợ của nạn nhân đầu tiên đã từng ngoại tình và người mà bà ta ngoại tình cũng từng là nghi phạm giết chồng bà. Jack và Will lần theo manh mối để tìm địa chỉ của con giáp thứ 13 này. Đến nơi thì chỉ có một ông lão ngồi đấy và ông ta thừa nhận về những chuyện mình làm và cho rằng bản thân đang thực hiện công lý. Cho đến khi Will nói cho ông ta sự thật rằng nạn nhân cuối cùng mà ông ta giết chính là con ruột của ông ta thì nụ cười đã tắt. Chắc là ông này chưa học lịch sử nên là không biết hậu quả của việc ám sát nhập người. Kết thúc vụ án, Will và Hannibal đã tới thăm Abigail, nhân vật mà khán giả sắp quên là ai rồi đấy. Abigail sau khi bị Lounge gạ mấy câu thì cũng bắt đầu hứng thú với việc viết tự truyện về bản thân mình nhưng mà cách chứng minh mình trong sạch. Hannibal và Will thì muốn ngăn cản điều này, tại vì chuyện trong nhà thì nên đóng cửa bảo nhau chứ không phải là bô bô ra ngoài cho người ta biết. Nhưng mà rõ ràng là Abigail không muốn nghe theo. Cùng trong khoảng thời gian đó, có một ông dở hơi nào đấy nửa đêm đi đào tuyết và phát hiện ra xác của Nicholas Boy. Xác của anh này vẫn còn những vết rạch bằng dao Điều này lại một lần nữa củng cố luận điểm của Jack về Abigail Thế là Abigail bị gọi đến thẩm vấn trước ban xác của Nicholas Thái độ của Abigail trông cũng hợp lý đấy Nhưng mà không thể xóa bỏ được sự nghi ngờ trong Jack Về phía Hannibal, sau khi nghe tin thi thể của Nicholas bị phát hiện Thì biết ngay là do Abigail tay máy Tại vì ông đã giấu cái xác rất kỹ rồi Abigail làm vậy vì không muốn ngày nào cũng phải sống trong lo sợ Rằng người ta sẽ phát hiện ra cái xác Thế nên là cái người dở hơi nửa đêm đi đào tuyết chính là Abigail Hannibal thì cảm thấy rất thất vọng Bởi vì Abigail đã hành động nông nổi chỉ vì chút sợ hãi quay lại với will sau khi cái xác của nicholas được đưa về will đã sử dụng thấu cảm và nhận ra người giết nicholas chính là abigail quá bàng hoàng will vội chạy tới gặp hannibal để hỏi về sự thật hannibal thản nhiên thừa nhận tất cả những gì ông làm chỉ vì abigail bởi vì nếu trong khoảng thời gian nhạy cảm như thế mà abigail còn bị bắt vì giết người cho dù là tự vệ chính đáng thì cũng toang luôn hannibal biết là will hiểu điều đấy nên cố tình nói về trách nhiệm của will về abigail khiến will chấp nhận giữ bí mật đến cuối tập phim sau khi ăn bữa tối cùng Bloom và Will, Hannibal và Abigail đã tâm sự. Abigail thừa nhận rằng mình đã giúp bố giết các cô gái bằng cách làm mồi nhử, kết bạn với họ rồi dụ họ đến nơi vắng vẻ tạo thời cơ cho bố hành động Hannibal thì lại chả biết thừa từ lâu Nhưng mà thay vì cha hỏi thì ông ta đợi Abigail tự thừa nhận với mình Hai người ôm nhau thắm thiết Trông có vẻ rất vui Nhưng mà cái đầu của Will thì không vui như thế Tại vì qua tập 10 thì cũng là lúc đầu óc của Will đạt đến giới hạn Lần đầu tiên Will gây dối hiện trường vụ án Nạn nhân lần này là Beth Người mà duy nhất thực sự cười đến tận mang tai Cô này bị giết khi đang ở nhà một mình và chết do sặc máu. Có thể thấy trước khi chết thì Beth đã có một vài vật lộn về hung thủ, nhưng vì Will bị ảo giác trước đó nên hiện trường đã bị xáo trộn, dù không nhiều lần này thì đến cả Jack cũng nhận ra là Will không bình thường nên là Hannibal không còn cách nào phải đưa Will đi khám. Theo kết quả chẩn đoán thì Will bị viêm não nhưng mà Hannibal đã thông đồng với ông bác sĩ chẩn đoán để nói dối Will với lý do là muốn nghiên cứu thêm về khoa học. Còn mục đích thực sự của Hannibal thì không ai biết. Đêm hôm đấy, Will quay trở lại hiện trường và phát hiện ra có người đang trốn dưới gầm giường. Will cố bắt cô này nhưng mà thứ giữ lại chỉ là mấy mảnh da. Cô gái thậm chí còn không chảy máu. Điều này cũng lý giải vì sao không có máu ở hung thủ ở hiện trường. Will đuổi theo hung thủ nhưng mà vì thần kinh bất ổn nên là không không thể bắt được chính bản thân Will cũng không tin những gì mình thấy là thật nên là phải gọi đồng nghiệp đến để xác nhận quay trở lại với phía FBI từ đống da của hung thủ còn trong móng tay của nạn nhân pháp y đã xác định được hung thủ là Georgia một bệnh nhân tâm thần trốn trại mẹ của Georgia được triệu tập và bà này bắt đầu kể những câu chuyện tuổi thơ của con gái mình từ khi bình thường đến khi không còn bình thường nữa Chuẩn cảnh Hannibal và ông bác sĩ chữa bệnh cho Will đang ngồi ăn tối theo phong cách thái công với cái đùi heo Iberico to đùng. Họ ngồi nói chuyện về Will, có phải ông coi Will như vật thí nghiệm nên mới không nói cho anh ta về bệnh của mình Không, Will là bạn tôi Bạn gì? Bạn đời Ngày hôm sau Will tái khám nhưng sau khi chụp cộng hưởng từ xong Thì thứ Will nhận được không phải là giấy chẩn đoán bệnh Mà là cái xác bị giết theo xì cách mà Beth đã bị giết FBI mặc định hung thủ của hai vụ này là một Will phản đối nhưng mà tầm này thì chắc cũng không tin Will nữa Đêm hôm đấy khi mà đang ngủ Will bỗng dưng thấy hơi lạnh gáy Nhưng mà không phải do thời tiết mà là vì dưới gầm giường anh ta là Georgia nhưng mà cô này lại không giết Will Có vẻ là do Will là người duy nhất thừa nhận sự tồn tại của cô Will biết điều này nên đã dùng thông não chi thuật khiến cô bớt cảnh giác Vì bị thương nặng nên Georgia phải nằm cách đi trong viện Cuối tập phim, ký ức của Georgia dần trở lại Đồng thời cũng hé lộ về hung thủ thực sự đã giết ông bác sĩ Và đó không ai khác chính là Hannibal nhưng mà do Georgia không thể nhận dạng được khuôn mặt của người khác Và kể cả có nói thì lời khai của một kẻ sát nhân cũng không đáng tin Nên là FBI vẫn chưa biết được sự thật Tập 11 được mở mắt bằng bữa ăn thân mật giữa Hannibal và bác sĩ Chilton Hai cái ông này giống nhau ở cái là đều hứng thú với người điên Càng điên càng thích Trong khi bác sĩ Chilton liên tục mổ xẻ não bệnh nhân của mình để nghiên cứu Thì Hannibal chỉ cần Will ra đụ Lại nói đến Will, vẫn như mọi ngày, hôm nay Will lại bị ảo giác Trong giấc mơ thì anh thấy mình ra rất nhiều nước Rồi lại tự chìm luôn vào cái đống nước đấy Não của Will bây giờ không phải là màu hồng nữa Vì nó đang báo động đỏ Bệnh tình đang ngày càng nặng hơn Và nếu không cấp cứu kịp thời thì chắc chắn sẽ xảy ra những hậu quả nghiêm trọng phim tiếp tục chuyển cảnh đến tiến sĩ ghi điền bây giờ đang bị đưa đến tù giam để chuẩn bị cho phiên điều trần tội danh của ông này là sát hại cô y tá nhưng mà ghi điền cũng muốn kiện ngược lại bác sĩ chilton vì chính bác sĩ chilton đã thao túng tâm lý khiến ghi điền nghĩ mình là thợ sẻ vùng chê xa pk nhưng mà chả ai lại nghe thằng điên trình bày nên là lên xe trong chuyến xe đấy ghi điền đã đánh lạc hướng các cảnh sát rồi xử họ sau đó thì còn trao nội tạng của từng người lên cây để khẳng định ông này không phải thợ sẻ vùng chê xa pk nhưng mà không chỉ thế, Gideon còn muốn trả thù những bác sĩ điều trị đã khiến ông tự nghĩ mình là thợ xẻ. Cũng trong thời điểm đấy, Freddy Lounge nhận được lời mời gặp mặt từ Paul Caruso, một bác sĩ tâm lý từng nghiên cứu về Gideon, nhưng mà khi tới nơi, thứ đập vào mặt cô lại là cái xác của ông bác sĩ kia và Gideon đang ở đó để phẫu thuật thẩm mỹ cho ông này. Gideon bắt cóc Lounge và yêu cầu cô viết cho mình một bài báo để thách thức thợ xẻ vùng Chesapeake thật. Còn mình thì đến đài thiên văn, chỗ mà cánh tay của Miriam để lại để mổ sống bác sĩ Chilton. Về phía FBI thì vẫn đang điều tra để tìm chân tướng sự việc, nhưng mà Will vô tình phát hiện ra cánh tay của ông bác sĩ bị ghi điền giết đã mất, giống với Miriam, thực tập sinh cũ của Jack. Nên họ đã lập tức tới nơi cánh tay của Miriam xuất hiện, nhưng khi xông vào thì ghi điền đã chạy mất. Ở đấy chỉ còn Lowndes và bác sĩ Chilton đã bị lôi hết nội tạng ra ngoài. Will ngay từ đầu đã cảm thấy có gì đấy không ổn nên đã lần theo dấu vết và chui vào xe của Gideon, ép điền lái xe đến nhà trùng cuối Will muốn xác nhận xem liệu thứ mình thấy có đang thực sự tồn tại không Nhưng mà Hannibal đã khiến Will dối trí hơn Kết cục là Will lên cơn co giật Sau khi Will ngất đi, Hannibal đã nói chuyện với Gideon và tiết lộ vị trí của Bloom Bác sĩ tâm lý của Gideon Mục đích là để hắn đến đó và giết Bloom Nhưng có một cái mà Hannibal không dự đoán được là Gideon đã yêu Bloom Và Will cũng thế ngay khi nghe tin Bloom gặp nguy hiểm, Will xông tới nhà Bloom với tốc độ ánh sáng và giết Gideon trong lúc loạn trí. Bloom nghe thấy tiếng súng thì vội chạy ra ngoài, Will ngất xuống vì kiệt sức, còn Hannibal thì lại thành công mượn dao giết người. Tập 11 kết thúc trong sự hoang mang của Hannibal khi nhắc đến mối quan hệ với Will. Và chúng ta đến với tập 12. Will sau khi tỉnh lại từ bệnh viện đã đến thăm Georgia, lúc này đang ở trong lồng cách ly. Trong Georgia đỡ kinh dị hơn mấy tập trước và đang chuẩn bị được sốc điện để phục vụ cho quá trình điều tra. Sau khi Will vào viện thì Hannibal cũng vào thăm và còn chuẩn bị gà hầm thuốc bắc để bồi bổ cơ mà. Will lại bắt đầu kể hết với Hannibal kể cả việc mình đến thăm Georgia. Hannibal có nói là không thể trách Georgia vì những gì đã xảy ra, nhưng mà khi phim chuẩn cảnh thì một cái lược đã được đặt trong buồng oxy cao áp và không cần nói thì cũng biết chuyện gì xảy ra. Georgia cầm lược lên và chải tóc vô tình gây ra tia lửa điện georgia biến thành người do thái fbi và will cùng đến hiện trường trong khi jack cho rằng georgia đã tự sát thì will lại nghĩ rằng cô này bị giết và hung thủ lần này cũng chính là kẻ đã giết bác sĩ điều trị của will fbi tiếp tục điều tra thì phát hiện ra một mảnh nhựa celluloid bị cháy xém will cho rằng đây chính là thứ mà hung thủ đã dùng để giết georgia chắc chắn là hắn cố tình đặt một chiếc lược vào bên trong lồng để gây ra vụ tai nạn của georgie Đến đây thì Will cũng bắt đầu thấy nghi nghi Tại vì phong cách giết người của gã này khá giống với kẻ bắt trước Hobbs Vậy là Will kết luận tất cả những vụ án giết người trước đó đều có liên quan đến nhau Jack nghe xong thì không tin lắm nhưng mà vẫn đi xác nhận lại Một mặt thì đi hỏi Hannibal Mặt còn lại thì yêu cầu nhân viên điều tra thêm về Hobbs Từ phía Hannibal thì Jack chả biết được cái gì cả Nên đã đến gặp bác sĩ tâm lý của Hannibal để tra hỏi thêm Nhưng mà thứ nhận được chỉ là một nửa sự thật Nên Jack phải quay lại với phương án thứ hai Điều tra thêm về Hobbs Và kết quả nhận được khiến ai cũng bất ngờ Abigail chính là mồi nhử các cô gái đến chỗ bố mình nhưng mà nếu có thể phát hiện ra việc này bằng cách kiểm tra vé tàu của Hobbs thì tại sao họ lại không làm sớm hơn mà lại phải cần Abigail tỉnh lại À, tạm thời bỏ plot Armor sang một bên thì khi FBI đột nhập vào nơi ở của Abigail họ phát hiện ra cô này đã cùng Will tới nhà cũ của Abi ở Minnesota tại đây khi mà Will vô tình nói vu vơ về kẻ săn mồi với mồi nhử thì Abigail lại trả lời thật lòng điều này khiến Will bắt đầu nghi ngờ Abigail và anh ta sử dụng thấu cảm thì mọi chuyện đã rõ ràng tuy nhiên ký ức của Will lại ngắt quãng và khi tỉnh lại thì anh ta đang ở trên máy bay chứ không phải là căn nhà gỗ với phần Abigail sau khi Will phát hiện ra thì đã nhanh chóng bỏ chạy về nhà và gặp Hannibal ban đầu thì được Hannibal an ủi nên là Abi thấy rất yên tâm nhưng mà khi đang ôm nhau thắm thiết thì lại thấy có cái gì đấy sai sai Abigail nhớ về lời Will ngày hôm trước rằng kẻ đã gọi cho Hobbs vào ngày hôm đó cũng chính là hung thủ của những vụ án giết người sau này đến đây thì Abigail cũng đoán được Hannibal là kẻ giết người chỉ là không ngờ ông này giết còn nhiều hơn cả bố mình Abigail sợ hãi vì nghĩ rằng Hannibal sẽ giết mình nhưng mà chưa biết là có giết hay không thì phim đã chuyển sang tập 13 với thứ còn sót lại duy nhất của Abigail là cái tai ở nhà Will sáng hôm đấy Will tỉnh dậy sau cơn ác mộng với quả cg hai tệ này thì người anh này đầy mồ hôi còn chân thì lấm lem bùn đất đi ra nhà bếp thì lại thấy tai người well, chào buổi sáng will hiện tại không còn tin vào chính bản thân mình nữa nên mới gọi honey bổ tới để xác minh xem những gì mình vừa thấy có phải thật không rất tiếc là nó thật và đó là cái tai của abigail với từng đấy bằng chứng thì dù muốn hay không, Will vẫn đang là nghi phạm số 1 cho vụ án giết Abigail. Bản thân Will thì còn chả nhớ gì, ký ức thì quá nhiều sự đứt đoạn do viêm não nên là anh ta cũng không biết mình có giết Abigail hay không. Cứ thế, Will bị bắt đến nhà giam và chờ xét xử. Cùng thời điểm đấy, Bloom đang cãi nhau, muốn lật cái bàn với Jack. Bloom trách Jack ép Will làm việc quá sức nên là tinh thần không còn ổn định. Jack lại trách ngược lại Bloom bởi vì Hannibal cũng chả nhìn thấy sự bất ổn của Will trong khi người giới thiệu Hannibal lại là Bloom. Nên là theo cái tính chất gì đấy không phải bắt cầu thì đây là lỗi của Bloom cái này cũng hợp lý đấy nhưng mà Bloom vẫn cãi lại cãi nhau chán rồi thì đến gặp Will trong nhà giam sau một hồi nói chuyện thì Bloom phát hiện ra não của Will mới là thứ có vấn đề chứ không phải là thần kinh và khả năng cao là anh này bị viêm não nhưng mà tầm này thì Jack không còn tin Will nữa nên cố tình chuyển hướng suy luận sang Will giả vờ thần kinh và tất cả vụ án trước đều là do Will làm Uh, tôi cũng không hiểu đoạn này lắm tại vì nếu mà không phải rách rủ thì Will cũng không tham gia phá án thế thì làm gì có động cơ mà giết người nhưng mà sau khi đọc Conan và thấy là FBI cũng không bằng một đứa lớp 1 thì ở đây chắc cũng không khác gì rách như bị thao túng tâm lý đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của Will Will nghe xong thì tự dưng thấy cấn cấn đúng là anh không nhớ mình có giết abigail hay không nhưng mà những người trước đó thì không thể vì will biết mình là ai mà và chắc chắn có người đang hãm hại mình người đó có thể là bất cứ ai trong fbi hoặc một người nào đấy biết được tường tận các cuộc điều tra để tìm hiểu xem kẻ này là ai will vượt ngục và chạy đến phòng khám của hannibal và nhờ ông ta đưa mình đến nhà của abigail vừa bước vào thì will nhớ lại rằng abigail đã từng muốn hannibal vào vai người đàn ông gọi điện và hannibal đi cùng thì cứ liên tục bảo anh hãy chấp nhận bản ngã của mình từ tất cả những điều trên will suy ra À, Hannibal chính là kẻ giết người Nhờn Nhưng mà lúc này nhận ra thì có hơi muộn không Tại vì Jack đã đến và thứ duy nhất Ông ta thấy là một thằng điên đang chĩa súng vào người bình thường Không nhiều lời Jack cho Will một phát súng vào vai Anh này ngã xuống đúng với vị trí mà Hobbs đã chết Will bị đưa vào tù Còn Hannibal thì đến thăm Will Siêu thản nhiên cũng siêu đẹp dai Và thế là hết phim Và đó là mùa 1 của Hannibal Tôi là vui vẻ Đừng quên đăng ký The Reviewer để xem phần tiếp theo Xin chào và hẹn gặp lại Quay trở lại với Hannibal Series về ông bác sĩ ăn thịt người bạn muốn lấy làm chồng Hoặc là series về nấu ăn hay nhất bạn từng biết Và cái từ này đọc là Chesapeake Cảm ơn Trần Bình Luận rất nhiều Trước khi sang phần 2 thì hãy cùng chúng tôi tóm tắt lại một chút về phần 1 Will Graham, cố vấn đặc biệt của FBI Người có thể dùng năng lực thấu cảm để phá án Nhưng mà cái gì cũng có cái giá của nó Cái giá của dùng tun là Will bị trầm cảm Và thế là FBI thuê bác sĩ tâm lý chữa bệnh cho Will Và đó chính là Hannibal Ngoại trừ gần như tất cả nhân vật trong phim Thì ai cũng biết Hannibal Lecter là một kẻ ăn thịt người Sau khi gặp Will thì Hannibal thấy Will rất thú vị Nhưng thay vì em thuộc về tôi như mấy anh tổng tài lắc lắc ly rượu vang Thì Hannibal cho Will thuộc về nhà tù. Hannibal muốn làm bạn với Will nhưng mà do quá thượng đẳng nên là ông ta cần test xem Will có đủ trình làm bạn mình không. Và sau 13 tập của season 1 thì câu trả lời là có. Nhưng mà Will lại không coi Hannibal là bạn cơ. Ừ. thì cũng đúng thôi. bạn gì cho bố vào tù. Hannibal buồn lắm nhưng mà không sao hết. Hannibal vẫn tin họ có thể trở thành bạn. vậy thì Will và Hannibal có thể trở thành bạn bè không? hãy đón xem phần 2 ngay sau đây. và video này được mang đến cho bạn bởi con nhật Minh và giọng đặc vui vẻ được phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa, ăn tối trước khi đi ngủ hoặc khi bạn cần một cái gì đó ở background để làm việc học tập được chúng tôi tổng hợp và cóp nhặt từ nhiều nguồn thông tin nếu có gì sai hoặc cần đến chính các bạn hãy comment bên dưới để chúng tôi rút kinh nghiệm để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất hãy xem phim và cảm nhận mở đầu mùa 2 là màn vật nhau siêu cháy của Hannibal và Jack Hannibal đang thái miếng thịt thì Jack bước vào với khuôn mặt như muốn đòi lại tiền trợ cấp Hannibal cảm nhận được ý định của đối phương từ từ buông con dao trên tay xuống thời gian tưởng như trứng lại nhưng mà thực ra là phim đang slow motion và chuyển sang từ Masterchef qua cung Fu Panda Hannibal cầm con dao lên ném về phía Jack ông da đen vội vàng rút hung khí từ đũng quần ra Y tức là cái súng Nhưng mà con dao của người da trắng nhanh hơn súng của người da đen Và đâm xuyên qua tay Jack nhưng mà các bạn sẽ không được nhìn thấy Tại vì nó bị tắt kiếm tiền Jack đau đớn làm rơi súng Chi chơi có thế Hannibal parkour qua cái bàn bếp Xông vào phía Jack cận chiến như phim Vịnh Xuân Quyền Jack kịp thời rút con dao đang cắm ở tay Và thật là may đoạn này đã hết slow motion Cả hai bắt đầu đánh nhau bằng tất cả loại cung phu họ có Nhìn vào hạng cân thì chủ nô không bao giờ đánh bại được ông da đen Nhưng mà tuyển thủ Hannibal cũng không bỏ cuộc Nhân lúc hỗn chiến mà phản kháng bằng một thứ gì đó mà tôi nhìn không rõ Ồ oh, có vẻ nó là cái say hạt tiêu đấy rách ngã xuống hannibal tháo thạp dề chuẩn từ cung phu qua múa lụa rách cũng kịp thời với lấy con dao để chuẩn bị cho hiệp hai của trận chiến tưởng là thế nhưng mà hannibal đã nhanh chóng thành công úp sọt rách bằng cánh cửa tủ lạnh thấy đối thủ có vẻ đã nằm hannibal mới quay đi lấy con dao để hành nghề cơ mà ngon ăn thế thì chỉ có trong sách giáo khoa lùa gà hannibal đâu phải người da trắng duy nhất từng đánh người da đen rách chỉ cần một lúc để tỉnh táo lại tháo chiếc cà vạc trên cổ ra để tổ chức chương trình ai là thằng nghẹn với hannibal bị siết cổ quá lâu hannibal ngưng dễ dụa máu mũi cũng bắt đầu chảy nhưng mà tên phim là Hannibal chứ không phải là Jack Crawford nên là không biết từ đâu ra một mảnh thủy tinh sắc bén xuất hiện để Hannibal đâm đứt động mạch cổ của Jack. Jack vội vàng chạy ra ngoài đóng cửa, kẻ đi săn bất ngờ thành con mồi. Đánh nhau thì cũng đã mất đấy, nhưng bạn biết cái gì hay hơn đánh nhau không? Là lý do đánh nhau. Và đến đây thì dòng thời gian trong phim quay về 12 tuần trước, chắc là để cho mọi người biết lý do đánh nhau. Lúc này thì Hannibal và Jack vẫn còn đang ăn tối và thảo luận về Will rồi thi nhau nhận lỗi về mình. Cơ mà có tác dụng gì không khi mà Will thực sự đang ngồi tù và họ đi câu cá bằng trí tưởng tượng, đang để tâm hồn phiêu du thì từ đâu một con hươu xuất hiện đưa Will quay về thực tại. Ngồi trước mặt anh là tiến sĩ Chilton, người bị ghi điền mổ sống để lấy ruột gan ra ngoài trong phần 1. Chilton xuất hiện để trị liệu tâm lý cho Will, nhưng mà sau vụ ghi điền mà bảo là Will tin ông này thì đúng là khó nam cường. Thế nên là cuộc điều trị tâm lý không suôn sẻ. Cũng trong thời điểm đó thì tại con đập Hải Ly đã xuất hiện mùi hôi thối nặng khiến người dân bức xúc. Chính quyền đã cử một đội đi dọn dẹp gồm hai người đến để tìm hiểu và thu dọn nguyên nhân. Mấy nhân viên đến nơi thì vẫn chiêu lắm, còn đùa nhau là lẽ nào có Hải Ly chết ở đây? Nhưng mà bất ngờ chưa có ít nhất bốn xác chết được phát hiện ở nơi này tất cả đều được bảo quản rất tốt hung thủ đã tiêm silicon vào người nạn nhân mục đích để tạo ra một mô hình bọc nhựa từ người và tại sao hung thủ lại ném những thứ này xuống sông hannibal người bây giờ đã trở thành cố vấn của fbi Theo will suy luận rằng những cái xác này là sản phẩm loại vì không đạt được những kỳ vọng của hung thủ về một cái mô hình nên là hắn đã ném họ xuống sông và đi tìm nạn nhân tiếp theo để thay thế như vậy cũng đồng nghĩa là bốn cái xác đang nằm ở đây không phải là những nạn nhân duy nhất về phần hannibal sau khi kết thúc công Công việc ở vụ án đã tới gặp bác sĩ tâm lý của mình để ký một cái biên bản cho phép bà tiết lộ thông tin về bệnh án của ông ta với FBI bởi vì Will Graham sau khi nhận thức được Hannibal chính là hung thủ đứng sau mọi chuyện đã tố cáo ông với phía FBI mặc dù là không có tí bằng chứng nào nhưng mà Jack vẫn đồng ý mở một cuộc điều tra vì ông cảm thấy có lỗi với Will. FBI đã lấy tất cả mọi thứ từ nước bọt tới quần áo của Hannibal để đi xét nghiệm nhưng mà rốt cục cũng không thu được một cái gì cả. Beverly Katz, một nhân viên FBI của Jack đã đến gặp Will. Will ban đầu thấy có người quen đến thăm mình thì cũng vui nhưng mà tiếc là cô này đến không phải là để tâm sự tuổi hồng mà là để hỏi Will về vụ án kèm theo đó là rất nhiều ảnh chụp nạn nhân và hiện trường để Will có thể thông qua nó mà sử dụng thấu cảm xem qua một hồi thì Will nhận ra rằng hung thủ đã lựa chọn nạn nhân dựa trên màu da không phải là hắn phân biệt chủng tộc mà hung thủ đang cố gắng tạo nên một bức tranh và màu da của nạn nhân đóng vai trò như một bảng màu của bức tranh này ngay lúc đấy thì phim cũng chuyển cảnh một anh da đen đang trên đường trở về nhà thì bị một ông da trắng stalk đến tận nhà ông da trắng này cố tình làm xe của anh da đen kêu chuông báo động rồi nhân lúc anh ta không để ý mà bắt cóc rồi thì người xem đã biết hung thủ là ai còn fbi thì sang tận tập 2 vẫn lạc lối và ngày sau vụ án đầu tiên một cái xác lại được phát hiện cũng tiêm silicon nhưng mà đẹp hơn không hề bị thối giữa mà chỉ mất vài vành da hơn nữa thi thể được phát hiện ở một nơi cách hiện trường của vụ án cũ tới tận 400 dặm lần này thì fbi thực sự là chịu thua rồi cast một lần nữa tới gặp will để xin ý kiến và chỉ bằng vài đường thấu cảm will đã có thể chỉ điểm những đặc trưng của hung thủ giúp fbi tìm thấy nơi ẩn náu của hắn tại đây họ tìm thấy rất nhiều nạn nhân với những màu da khác nhau được xếp thành hình con mắt bên ngoài trắng còn bên trong đen nhưng mà kỳ lạ là chính giữa đồng tử lại có một ông da trắng lại còn bị mất một chân thế là fbi lại một lần nữa đến gặp will để xin giúp đỡ muội fbi phế thế will vừa nhìn thì đã cảm thấy cái xác ở giữa rất kỳ lạ và đưa ra kết luận rằng kẻ ở giữa chính là hung thủ vậy thì tại sao hắn lại ở đây để biết được thì cần phải quay ngược thời gian một chút trước khi fbi tìm thấy nơi ẩn náu của hung thủ thì hannibal đã đến đấy gặp kẻ sát nhân đoạt mạng hắn và đặt thi thể của hung thủ ngay giữa những nạn nhân đồng đồng thời tiêm silicon cho hắn để đánh lạc hướng điều tra cuối cùng là hoan hỉ mang về một cái phần của chân trái như chiến lợi phẩm sick bro cuối phim ngoài cuộc gặp với sếp của jack và cái bà này thì còn có cuộc gặp gỡ với bác sĩ tâm lý của hannibal với will bà này thừa nhận là mình cũng nghĩ như will cho rằng hannibal là kẻ đoạt mạng người nên trước khi được vào menu trong bữa tối tiếp theo của hắn thì bà đã chấm dứt mối quan hệ bác sĩ bệnh nhân rồi cao chạy xa bay và tập 2 kết thúc ở đó sang đến tập 3 thì là lúc phiên tòa của will bắt đầu hiện giờ thì với phía công tố will là tội phạm đoạt mạng người nhưng mà họ vẫn chưa có đủ bằng chứng để luận tội nên cần sự góp mặt của nhân chứng đó là lý do jack ngồi đây trước khi phiên điều trần bắt đầu thì sếp của jack đã gọi ông ta ra để tâm sự bà này khuyên jack là hãy khai ra sự thật khiến will phải chịu tội jack cảm thấy lương tâm cắn rứt tại vì dù sao ông cũng là người đã rủ will vào đội điều tra xong rồi bị y tù luôn thì hai phết nên là trong phiên tòa jack đã nhận lỗi về mình và thay vì mắc lỗi của will ông này quay ra biện hộ cho anh điều này thì cũng đồng nghĩa với khả năng là jack sẽ mất việc nhưng mà ông không quan tâm tại vì người vợ của ông ngay lúc này đang đối chọi về căn bệnh ung và có thể đi bất cứ lúc nào jack yêu vợ lắm chứ không như jack này vì yêu nên là ông ta muốn được chết cùng vợ ở italy nơi mà hai người lần đầu gặp nhau jack cũng đã kể chuyện này với hannibal và nhận được lời khuyên rằng không nên vì một chút tông nổi mà vứt bỏ đời trai bởi vì ông còn rất nhiều đồng đội sát cánh như là hannibal người đã khiến cấp dưới của ông vào tù chẳng hạn ấy. Quay trở lại với phiên tòa, sau lời khai của Jack thì phiên tòa đang nghiêng về phía có lợi cho Will Nhưng mà lời khai của tiến sĩ Chilton và Lowndes đã cân bằng lại điều này Đấy là cho đến khi luật sư của Will mở phong thư và một cái tai rơi ra y hệt trong vụ án của Abigail Chuyện này liệu có lợi cho Will? Tại vì Will của hiện tại đang ở trong tù và bị giám sát 24 trên 7 Thế là việc anh ta lẻn ra ngoài cắt tai của người khác là điều không thể xảy ra Hung thủ là một người khác Nhưng mà là ai? Theo báo cáo từ FBI thì con dao dùng để cắt tai Abigail đã bị một nhân viên của tòa mang đi và chưa trả lại Biết tin Jack đã cùng một đội điều tra đi đến nhà của nhân viên này để tìm kiếm, nhưng mà trước khi họ kịp tìm thấy bất cứ thứ gì thì căn nhà của tên này đã cháy rụi và thi thể của hắn được đặt ngay ngắn trên cái nhung hiu giữa nhà. Bên ngoài thì vụ án này nhìn rất giống các vụ án trước đó mà Will bị gán tội, nhưng mà cách thức đoạt mạng người thì khác hoàn toàn. Nạn nhân bị bắn bằng súng trước khi đặt lên nhung hiu. Còn đối với Cassie Boy, người được cho là nạn nhân của Will, cô này vẫn sống khi bị hung thủ mổ phổi. Chưa biết hung thủ thực sự là ai và có ý định gì, nhưng mà điều này chắc chắn có lợi cho Will nên là dù biết thừa những điểm bất hợp lý Hannibal vẫn nhắm mắt làm ngơ và đứng ra làm nhân chứng để giúp Will ra tù. Nhưng mà công tố viên đâu có ngu đến thế. Họ đã nhìn ra được sự khác biệt của hai vụ án này nên là phiên tòa hiện giờ đành phải tạm thời kết thúc. Nhưng mà phiên tòa tiếp theo sẽ không bao giờ xuất hiện vì một ngày sau đó thẩm phán trong vụ án của Will đã bị đoạt mạng. Xác của ông này đã bị mổ lấy não, còn phần mắt bị bịt lại cho giống với hình tượng của nữ thần công lý. Ờ, thứ là thay thẩm phán là xử tiếp được nhưng mà, well. Những vụ án liên tiếp xảy ra nhưng vì hướng có lợi cho Will khiến phía công tố phải suy nghĩ và phiên điều trần có khả năng phải bắt đầu lại cùng với đó thì phim chuyển sang tập 4 và số lượng vụ án cần fbi giải quyết lại một tăng thêm và khi tôi nói fbi thì ý là will ấy người ta tìm thấy một thi thể bị ong làm tổ trong rừng ờ, tôi thì không biết là cái vụ này có gì quan trọng không tại vì hung thủ đã được fbi tìm thấy mà không cần nhớ đến sự giúp đỡ của will hung thủ là một bác sĩ đông y kiểu trung bình người sùng đạo nhưng mà điên hơn khi mà jack và một số nhân viên fbi khác đến nhà thẩm vấn thì bà này còn không thèm chối tội thậm chí còn mở ngay một lớp truyền đạo đặc biệt tại chỗ về phía will sau khi được tiến sĩ chilton cho một khóa trị liệu tâm lý đặc biệt đã gần như khôi phục toàn bộ ký ức từ việc Hannibal thao túng tâm lý mình thế nào cho đến sự thật là ông ta là thợ sẻ vùng Chesapeake trên Tâm lý Will lúc này như được khai mở và trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết. Will muốn vạch trần bộ mặt thật của Hannibal và để làm được điều đó thì cần phải có bằng chứng. Trong lần gặp mặt tiếp theo của mình với Cass, thì Will đã nhờ cô kiểm tra Hannibal. Cô này thì ban đầu không chịu tại vì Hannibal hiện giờ đang là cố vấn của FBI nên là nghi ngờ đồng nghiệp thì không hay tí nào, nhưng mà do Will quá khẩn thiết, cô đành phải đồng ý và tối đó trong lúc Hannibal đang ở bệnh viện để thăm vợ của Jack người vừa tự sát bất thành trong văn phòng của ông thì Cass đã âm thầm vào nhà của Hannibal để điều tra và phát hiện ra đống thịt người được chữ đông tìm được bằng chứng buộc tội Hannibal Cass vội rời đi nhưng không may lại làm đổ một cốc thủy tinh chứa nước nước từ cốc chảy theo một cách siêu lạ lùng và bằng bản năng của một người con châu Á thì cô đã tìm một cánh cửa dẫn đến căn hầm dưới nhà của Hannibal bên dưới căn hầm này có gì mọi chuyện sẽ được sáng tỏ trong tập tiếp theo đáng lẽ là thế nhưng mà Hannibal bất ngờ xuất hiện ngay phía sau Cass Biết mình đã quay vào ô L nên là Cass vội rút súng Nhưng mà Hannibal nhanh tay cosplay Noctun Không ai biết chuyện gì xảy ra tại vì đạo diễn không cho xem Chỉ thấy sống của Cass đã bắn thủng sàn nhà Hannibal Vậy thì rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cass liệu còn sống? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video tiếp theo Đúng đấy, <laughs> video mới đến giữa rồi mà Sáng đến tập 5 là bữa sáng chiêu chiêu của Hannibal và Jack Nhưng mọi thứ dần trở nên căng thẳng Khi mà Lao tới trạm quan sát từng xuất hiện trong vụ ghi điền và tìm thấy xác của Cass Không cần nói thì cũng biết là ai đoạt mạng Nhưng mà chỉ đoạt mạng thôi là chưa đủ Hannibal còn phi lê xác của Cass thành 6 mảnh Bố mẹ của Cass chắc phải buồn lắm Tại vì con mình bị cắt thành 6 mảnh chứ không phải 10 Biết tin Cass chết thì Will thừa biết hung thủ là ai nhưng mà vì không có bằng chứng nên cũng không thể buộc tội. Will chỉ có thể nói với Jack, người đoạt mạng Cass cũng là thợ sẻ vùng Chesapeake. Về phía pháp y thì cũng phát hiện thấy thận của Cass hôm nay trông hơi lạ. Hóa ra thận của Cass đã bị thay thế bằng thận của James Gray, tên sát nhân trong vụ vẽ tranh bằng người. Điều này chứng tỏ kẻ đoạt mạng James Gray và Cass là một và chỉ cần tìm ra thận của Cass ở đâu là sẽ biết được hung thủ là ai. Đúng thì cũng đúng nhưng mà họ chưa tính đến trường hợp là Cass đã thành bữa tối của Hannibal. Theo nghĩa đen, Will sau khi trở về từ hiện trường đã yêu cầu Chilton cho mình và Gideon được giam chung với nhau bởi vì theo như những gì mà Will nhớ lại được thì Hannibal đã nhận mình là thợ sẻ vùng Chesapeake về Gideon. Vậy thì chỉ cần Gideon chịu làm chứng là Hannibal sẽ phải nhận tội nhưng mà thế tất nhiên lại dễ quá và Hannibal có tới tận 3 phần nên là Gideon đã không đồng ý và nói với Will nếu mà muốn bắt thợ sẻ vùng Chesapeake thì cách dễ nhất là đoạt bạc ông ta Will như được giác ngộ nhất là sau khi gặp được tên hung thủ đứng sau những vụ án xảy ra hồi ở phiên tòa tên này rất hâm mộ Will và tự cho mình là người duy nhất có thể hiểu Will Will kiểu ok muốn hiểu tao thì đi đoạt bạc Hannibal Lecter đi và khứa này đi thật và một ngày khi mà Hannibal đang tập bơi tên này đứng ngay sau và bắn một phát súng gây mê vào cổ Hannibal và thay vì đoạt mạng luôn thì lại đem treo lên thánh giá nhìn như đang chơi BDSM. Trong lúc tình trạng của Hannibal đang ngàn cân treo sợi bún thì Jack và Bloom đã nhìn thấy được sự khác lạ của Will và nhờ đó mới tới được nơi Hannibal bị bắt kịp lúc. Ngay khi Jack bước vào, Hannibal đã gào lên như mất sổ gạo rằng tên kia có súng để Jack buộc phải bắn hắn. Vừa được cứu vừa đoạt mạng được địch một mũi tên trúng hai con nhạn. Vậy là kế hoạch của Will thất bại rồi sao? Có lẽ là thế nhưng mà xem tập 6 đã. Sau sự cố ám sát hụt Hannibal, Jack đã đến gặp Will tại nhà giam, định hóa thân thành phụ huynh châu Á chỉ con mình một trận. Nhưng mà Will đã chặn họng trước và đòi cá cược rằng sớm thôi thì thợ sẻ vùng Chesapeake sẽ hoạt động và khi số lượng người chết đủ nhiều, Hannibal sẽ mở một bữa tiệc chiêu đãi. Jack thì nửa tin nửa ngờ, còn Hannibal thì đang nửa mập mờ với Bloom. Sau khi thấy Will muốn đoạt mạng Hannibal thì tình cảm mà Bloom dành cho Will ban đầu đã bị lung lay và Hannibal, người vô tình có chung cảm giác đấy với cô là lựa chọn hoàn hảo nhất. Thay vì một thằng điên mắc bệnh tâm lý đang ngồi tù thì yêu một thằng điên mắc bệnh tâm lý không ngồi tù ăn thịt người vẫn tốt hơn về phía Hannibal thì để lấy lại sức sau lần suýt chết đã quyết định đi săn. Chuyện này vô tình lại giống với dự đoán của Will, số lượng người tử vong càng nhiều thì bữa tiệc chiêu đãi của Hannibal càng tới gần. Jack ban đầu thì vẫn không chịu tin Hannibal là thợ xẻ vùng chết sắp bích, nhưng mà càng ngày càng có nhiều bằng chứng buộc tội Hannibal như là bản ghi âm cuộc nói chuyện của Will và Gideon do Chilton bí mật thu lại. Trong bản ghi đó, Gideon miêu tả đúng chính xác nhà của Hannibal, trong khi trước đó chưa từng ai nói với ông ta về vụ nhà Hannibal ra sao. Cùng với những lời nói của Will, niềm tin dành cho Hannibal của Jack bắt đầu lung này. vào ngày bữa tiệc trêu đãi của Hannibal diễn ra, Jack cũng đến nhưng mà thay vì trộm mấy món đem về xét nghiệm trong bí mật thì ông quyết định xin luôn chính chủ mang phần về cho nó máu. Hannibal thì cảm thấy có cái gì đấy không đúng nhưng mà bây giờ việc tán Bloom để tạo bằng chứng ngoại phạm là quan trọng hơn. Kết thúc bữa tiệc cả hai bắt đầu tâm sự về Will rồi làm những gì cần làm. Nhưng mà đêm hôm đó Hannibal đã thức dậy bỏ lại Bloom đang nằm ngủ không biết trời trăng gì để đi gặp ghi điền trong bệnh viện. Tại sao ghi điền lại nằm viện? Để biết thì chúng ta lại phải quay ngược thời gian một chút khi mà Jack mới nghe xong bản ghi mà chiêu Tần đưa cho vì muốn đối chiếu lời khai nên ông đã gặp ghi điền để hỏi cho giá nhẽ nhưng mà ghi điền lúc này lại bắt đầu giả ngu và nói rằng mình chưa đến nhà hannibal bao giờ sau đấy thì cuộc thẩm vấn kết thúc và Gideon được hộ lý đưa về phòng Nhưng mà chắc là do nãy nói chuyện với Jack bị khô mồm Nên là Gideon quyết định cà khịa mấy ông hộ lý để được xin tí huyết Cũng vì vậy mà bị đập cho phải vào viện Trở lại với hiện tại, Hannibal trong bộ đồ bác sĩ phẫu thuật tới gặp Gideon Nhưng mà không phải để đoạt mạng ông ta Mà là để đoạt mạng người bảo vệ của ông ta Còn về phần Gideon thì đưa về nhà và chiêu đãi bằng món chân giò nướng đất sét Được là 100% từ thịt Gideon nguyên chất Trong khi đó, thi thể của người bảo vệ được phát hiện vào ngày hôm sau Cái xác bị treo lên bằng mấy cái móc câu trong nhà Will và mỗi móc câu đều có một phần thi thể của các nạn nhân mà Will bị kết tội. Đến đây thì Jack mới hiểu ra, Will không đoạt mạng người. Sự nghi ngờ chuyển hướng sang Hannibal nhưng Bloom đã đứng ra đảm bảo bằng chứng ngoại phạm cho ông ta. Hết cách, Jack đành quay lại với FBI. Cách khoảng thời gian này không lâu thì FBI đã tìm thấy một người thực vật theo nghĩa đen. Toàn bộ nội tạng ngoại trừ phổi đều bị lấy mất và thay bằng hoa. Thông qua lượng nước còn sót lại trong người nạn nhân, phía pháp y đã chỉ ra được một địa điểm. Jack vội vàng phi xe đến đó và phát hiện một căn hầm bên dưới nhà trông như phòng tra tấn của Elizabeth Bathory nhưng mà thứ rách tìm thấy không phải là ma cà bông mà là người trợ lý cũ của ông ta Miriam Lass tập 6 cũng kết thúc ở đây Miriam Lass sau khi được Jack tìm thấy thì đã đến trụ sở của FBI và trở thành nhân chứng trong vụ án thợ xẻ Chesapeake. Nhưng mà sau 2 năm sống dưới hầm thì tâm lý của Miriam hiện tại đang siêu bất ổn. Cô không nhớ được ra thợ xẻ Chesapeake trông như nào, kể cả khi Hannibal đang đứng ngay trước mặt. Về phía Will, vừa ra tù chưa ấm đít thì đã phải đi làm. Anh này cùng với Jack đến ngôi nhà phát hiện ra Miriam để xem xét hiện trường. Tại đây, Will lại sử dụng thấu cảm để xác định hung thủ trong vụ người thực vật. Câu trả lời thì vẫn là Hannibal. À và tôi quên nói là vừa được ra tù thì trận chiến bắt đầu căng thẳng rồi này. Woo! Còn về phía Miriam thì lý do Jack tìm thấy cô ở đây là vì hung thủ muốn vậy. Hắn đang cố tình khiến việc điều tra gặp khó khăn. Jack thì vẫn không tin lắm. Will thì cũng không buồn nói nữa, chỉ khuyên là cẩn thận một tí. Một thời gian sau, Jack bất ngờ là một pha bóp giái khi mà đưa Miriam đến gặp riêng Hannibal. Miriam thì vẫn chẳng nhớ ra cái gì cả. Và để cô có thể nhớ lại thì Hannibal đã đề nghị thử liệu pháp thôi miên. Họ nhanh chóng vào việc nhưng mà Miriam vẫn chẳng nhớ ra cái gì mà chỉ lặp đi lặp lại những lời đã nói trong điện thoại với Jack. Quay trở lại với bên pháp y, họ đã tìm thấy một dấu vân tay còn sót lại trên thi thể người thực vật. Nó là của Hannibal. Liệu đây có phải là thứ để buộc tội Hannibal không? Khó. Nhắc lại là ba phần cơ mà. Thế nên là thay vì xem xét khả năng của dấu vân tay, FBI quyết định tìm hiểu trong mẫu máu của Miriam và phát hiện ra những chất trong máu của Miriam giống với những chất có trong máu của Gideon. Thế là tiến sĩ Chilton một phát trở thành nghi phạm. Trong khi ông này vẫn chưa biết gì và trở về nhà mà không đề phòng. Vừa về nhà, chiêu tần đã thấy cái gì đó không đúng vội xuống hầm kiểm tra và thật bất ngờ ghi điền đang ở đây với cơ thể bị cắt thành từng mảnh lần này thì chiêu tần sợ thật rồi vội vàng bỏ chạy nhưng mà lên đến phòng khách thì lại đụng mặt hannibal Ôi, bây giờ muốn thoát thì chỉ có chôn VN Ngay sau đó thì Chilton đã bị Hannibal cho tí thuốc mê Khi tỉnh lại thì người đã đầy máu Tay cầm súng và bên trong bếp bất ngờ xuất hiện hai xác của nhân viên FBI Nhìn hiện trường từng ngay lập tức hiểu chuyện Và chạy đến nhà Will để chuẩn bị bỏ trốn Cùng lúc đó FBI đã đến được nhà của từng Và phát hiện ra xác của nhân viên FBI Cũng như là ghi điền đang ở dưới hầm Quay trở lại với từng Người đang trải qua cơn panic attack đầu tiên Ông này đã lên kế hoạch cho việc chạy trốn ở nước ngoài Nhưng mà chưa kịp đi thì Jack đã đến theo yêu cầu của Will Chilton vội vàng chạy trốn nhưng mà chạy sao thoát được người da đen Chilton có ngay một vé bóc lịch và giờ thì bị thẩm vấn bởi Bloom trước sự quan sát của Miriam Có vẻ như đợt trị liệu thúc đẩy ký ức trước đấy của Miriam đã bị Hannibal biến thành thao túng tâm lý Thay đổi ký ức giống Will Nhìn Chilton thì Miriam lại thấy hình ảnh của thợ sẻ Chesapeake Và trong một lúc tay nhanh hơn não đã rút súng bắn Chilton luôn Về phần Will lúc này đang qua phòng khám của Hannibal và được yêu cầu được điều trị tâm lý Hannibal ngoài mặt thì không nói gì nhưng mà trong tâm đã mở cờ những buổi trị liệu tâm lý quen thuộc lại được bắt đầu cũng là lúc tập 7 kết thúc tập 8 được bắt đầu bằng bữa ăn tối thân mật giữa hannibal will và jack món chính của hôm đấy là cá và bếp trưởng hannibal cũng đóng vai thiên thần sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của will để bắt đầu một mối quan hệ mới will mặc dù vẫn lấn cấn trong lòng rất nhiều nhưng biết thừa là có nói cũng không ai tin nên là chỉ khen là cá ngon rồi để cho phim chuyển cảnh một vụ án mới lại được phát hiện ở trang trại ngựa người ta tìm thấy một phụ nữ bên trong tử cung ngựa nhưng mà không chỉ có thế khi mà FBI đưa nạn nhân về trụ sở thì bất ngờ lại phát hiện ra trái tim của cô ta vẫn còn đập nhưng mà không phải đập kiểu bình thường mà đập vì một con chim ý tôi là chim theo nghĩa đen về phía Will thì sau khi tới hiện trường đã lập tức dùng thấu cảm để biết được đặc điểm của hung thủ rồi cũng dựa vào miêu tả đấy để tìm đến nhà của Peter Bernardon ông này trong quá khứ từng là nhân viên của chuồng ngựa nhưng mà sau một lần bị ngựa đá ở mặt thì đã nghỉ việc đầu óc cũng bị ảnh hưởng theo nhưng mà ông này chắc chắn là good boy không nói dối nên là sau cuộc trò chuyện Jack thấy khá nghi ngờ còn Will cho rằng Peter không phải hung thủ nhưng mà chắc chắn là Peter biết ai là hung thủ nên là nói chung là bị bắt nhưng mà trước khi kịp bắt được hung thủ thì 16 cái mộ lại được đào thấy tất cả đều là phụ nữ, trong đó có một cái mộ trống và chắc chắn nó là của nạn nhân. Vì nơi này được lần ra theo mẫu đất mà pháp y phát hiện ra bên trong miệng nạn nhân. Will lúc này đã đi gặp Peter và bắt đầu thông não chi thuật để moi thông tin. Cuối cùng Peter cũng tiết lộ về người đàn ông tên là Ingram, nhưng mà trong quá trình thẩm vấn thì Ingram không để lộ một tí sơ hở nào nên là Jack đã quyết định thả anh này đi. Nhưng mà Jack lại thêm một lần sai, Ingram chính là kẻ đoạt mạng người và hắn lợi dụng Peter, một người đầu óc không bình thường để đổ tội. Nhưng mà Will đã nhìn thấy tất cả và kịp thời bắt tên thủ thực sự Ngoài ra thì trong tập phim này còn có câu chuyện của Hannibal với một bệnh nhân tên là Mago Không phải là người châu Á nhưng mà vẫn có family issue Nhưng mà hết tập này thì vẫn chưa có vấn đề gì Nên là chắc đây sẽ là tiền đề cho vụ án nào đó trong tương lai Ít nhất thì không phải là tương lai gần Tại vì tập 9 sẽ là vụ án về một hung thủ người đội lốt xúc vật Nhưng mà trước khi đến với vụ án thì phải gặp Hannibal và Will đã Will bây giờ đang ngày càng bị ảnh hưởng sâu bởi Hannibal Ở đầu phim thì Will tưởng tượng mình đoạt mạng Hannibal bằng cách trói ông ta vào cây Đầu còn lại của dây thừng thì được buộc vào thân một con hươu Và Will chỉ cần ra lệnh cho con hiêu chạy đi là hannibal sẽ bị bóp chết cách thức gây án rất giống với hannibal khi còn trẻ khi mà đoạt mạng một trong những tên lính đã ăn thịt em mình trong tiểu thuyết hannibal trỗi dậy của thomas harris như vậy thì cũng chứng minh được rằng will đang ngày càng trở nên giống hannibal kết thúc buổi trị liệu tâm lý will ra ngoài và đụng mặt mago một nam một nữ rủ nhau về nhà và nói chuyện về phương pháp trị liệu của Hannibal. Ờ, không có cảnh gì sau đó cả. Ngày hôm sau thì một thi thể đã được phát hiện, nhìn qua thì giống với bị động vật tấn công, nhưng mà FBI là cục điều tra liên bang chứ không phải là hiệp hội bảo vệ động vật quang dã nên là vụ án này là do người làm. Nhưng mà người nào làm mà lại có thể để lại dấu vết y như động vật? Nếu đây là về nhà đi con thì lạ chứ cái phim này thì không lạ gì cả. Đáp án là người điên thôi. Will suy luận là hung thủ có thể mắc một chứng bệnh tâm lý gì đó khiến hắn nghĩ mình là động vật. Về phía Hannibal, vụ án này khiến ông ta nhớ đến một bệnh nhân cũ của mình tên là Rando Hannibal trở thành bác sĩ tâm lý của Rando khi cậu ta còn bé trong khi bạn bè đồng trang lứa chọn làm boy phố hoặc là Koji thì khứa này lại muốn làm động vật nên là cậu ta được đưa đến chữa trị tại phòng khám của Hannibal và sau một thời gian kể từ khi ngưng điều trị thì Rando đã trở lại và mang theo đó một đống kiến thức của sinh viên bách khoa chế tạo cho mình một bộ giáp từ xương động vật khoác bộ sút lên mình thì Rando cũng bật luôn công tác làm xúc vật cấu xé bất cứ ai trông thấy cặp đôi này cũng là một trong những nạn nhân tuy nhiên thì vì đã quá quen với việc bị xã hội kỳ thị nên là randall diễn rất tốt khi mà fbi tới nơi cậu ta làm việc thông qua chỉ dẫn của hannibal thì tất cả những gì họ thu được là một người bình thường từng có tiền sử tâm lý bởi vì từng là bác sĩ tâm lý của randall nên là hannibal cũng hiểu suy nghĩ của cậu này từ đó mà lợi dụng khiến randall nghe theo mình và một trong những yêu cầu mà hannibal đưa ra là đoạt mạng will đêm hôm đó randall đến nhà will theo chỉ dẫn nhưng mà nhờ mấy con chó trong nhà will cảm nhận được sự nguy hiểm ngay lập tức trang bị súng săn đúng như dự đoán randall trong lốt quái vật xông vào nhà Will từ đường cửa sổ Chuyện gì đã xảy ra? Tất, tất nhiên là Randall đã chết Will mang xác của Randall đến nhà Hannibal và nói rằng Chúng ta đã hòa Tập 9 cũng kết thúc ở đó Ngày hôm sau, xác của Randall đã được phát hiện Nhưng mà trong trạng thái hòa là một với bộ xương ở viện bảo tàng Người xem thì thừa biết hung thủ là ai Nhưng mà FBI thì vẫn không Wow, bất ngờ nên là họ mời Will đến hiện trường làm cố vấn Sau một màn thấu cảm thường thấy thì Will đưa ra mấy lời nhận xét Như thể là mình không hề liên quan đến vụ án Và Hannibal ở đó cũng bồi thêm mấy câu cho FBI thêm dối trí Kết thúc thì Will đến gặp Freddy Lounge để nhận lời mời phỏng vấn như đã hứa Bị cà khịa là sống tôi nên mới nghèo Lounge cay phết Nhưng mà thứ quan trọng hơn bây giờ là lời khai của Will Phải có nó thì Lounge mới thành thế anh 28 được Cũng trong thời điểm đó Margot lại có một đợt tái khám với Hannibal Cô này có một ông anh gia trưởng lo được cho em nhưng mà là lo hậu sự, anh trai của Mago có một sự ám ảnh với việc duy trì sản nghiệp gia đình và rõ ràng thì trên giấy tờ anh ta cũng là kẻ thừa kế duy nhất vì gia sản trong nhà chỉ để lại cho con trai. Mago cay lắm, nhưng mà cay hơn là nếu đoạt mạng anh ta thì cô cũng chẳng còn gì, tại vì nếu mà anh ta đi thì tài sản sẽ được đem sung quỹ. Nhưng mà Hannibal đã có cách Nếu Mago không có di sản thì hãy tạo ra nó đi Nhưng mà di sản đó là gì thì tạm gác lại đã Tại vì bây giờ có vấn đề quan trọng hơn Là Freddy Lounge đã phát hiện ra nhà kho của Will Là nơi chứa bộ giáp thú của Randall Bên cạnh đấy thì còn có một cái tủ lạnh The Protein và canxi Yeah. Lao vẫn đang hoảng hốt với những gì mình thấy được thì Will không biết từ đâu xuất hiện, không cần phải là người Trung Quốc thì Lao cũng biết là Chuồn là thượng sách nhưng mà không kịp rồi, vì quá sợ hãi nên là kể cả khi chạy ra được xe, Lao cũng không khởi động được vì quá run rẩy. Lúc đấy thì Will xuất hiện cùng cái xà beng, đập nát cửa xe, lôi Lao ra ngoài và không ai rõ chuyện gì xảy ra, nhưng mà tối hôm đó Hannibal và Will đã có một bữa ăn ngon với thịt lợn cái. Từ sau bữa hôm đấy thì Hannibal bắt đầu rủ Will đến nhà mình ăn nhiều hơn. Bữa ăn hôm nay là món chim sẻ nướng. Khi mà bê ra lửa vẫn còn cháy nhưng mà không thể cháy bằng cách mà Freddy Lounge xuất hiện ở đầu tập 11. Qua xét nghiệm pháp y cho thấy là Lounge đã chết trước khi bị thiêu cháy và phần thịt ở bắp lưng đã bị cắt ra bằng một con dao săn. Nhưng mà vì bà này hay đi gây thù chuốc oán nên là đối tượng tình nghi quá nhiều, thành ra là FBI chưa thể xác định được hung thủ hoặc là ít nhất là Will muốn thế. Ngay ngày hôm sau, xác của Freddy Lounge sau khi được chôn cất bỗng đội mồ sống dậy và hóa thần hủy diệt của Hindu giáo Shiva Quan sát hiện trường, Bloom thấy nghi ngờ Will và cả Hannibal Tại vì dù có vô chi đến mấy thì cô cũng cảm nhận được hai người này đã có sự thay đổi kỳ lạ Mà chắc chắn là Jack không thể nào không nhận ra Bloom đến chất vấn Jack và yêu cầu được biết sự thật Jack cũng hết cách, đành đưa Bloom đến một căn phòng Nơi mà Freddy Lounge vẫn còn sống sơ sơ ở đấy Quay trở lại với Mago thì buổi trị liệu tâm lý của cô bây giờ không chỉ có mỗi Hannibal mà còn có thêm Will Vì trong tập trước Will và Mago đã cùng nhau chơi thú nhún Và giờ thì Mago có thai Nhưng mà cô không cần Will phải chịu trách nhiệm Mago Cô chỉ cần cái thai này vì nó sẽ là thứ giúp cô có được quyền thừa kế Nhưng mà Mason lại muốn chơi côn trùng với Mago và nó cũng giúp anh có tài sản Nên là khi cô này đang rời đi cùng đứa bé trong bụng thì đã bị người của anh ta bắt về và làm cuộc phẫu thuật cắt bỏ tử cung Cả tem Phim Biết con mình đã bị đoạt mạng Will tức lắm Nên là ngay lập tức đi tìm Mason và phang hắn mấy phát Nhưng mà trước khi dùng súng để đục một lỗ trên trán của Mason Thì Will vẫn đủ tỉnh táo để giữ mạng cho hắn Và bắt đầu chơi trò thao túng tâm lý Để Mason chuyển hướng người muốn đạt mạng sang Hannibal sau vụ này thì cũng qua tập 12 Lần này đến lượt Hannibal hỏi Will là sao lại tiết lộ việc mình muốn đoạt mạng Mason cho hắn Will thành thật trả lời là vì Hannibal nên tự tay đoạt mạng Mason và thêm hắn vào thực đơn bữa tối Nghe Will nói mấy chuyện chết chóc nhẹ như lông hồng Hannibal vui lắm Vì nghĩ là cuối cùng thì Will cũng hiểu mình Nhưng mà có đúng thế không? Còn nhớ là trong tập trước Jack đã dẫn Bloom tới cặp Freddy Lounge vẫn còn sống khỏe Việc Lounge còn sống chứng tỏ là Jack và Will đang âm mưu lừa Hannibal Bây giờ thì cả Bloom cũng biết Jack thì muốn bắt Hannibal lắm rồi Nhưng mà nếu mà dễ thế thì đã chả có phim mà xem thế nên là will đã đưa ra đề nghị hãy sử dụng mason như mồi nhử để khiến hannibal phải ra tay jack không chịu tại vì như thế là đặt người vô tội vào nguy hiểm nên đã đưa ra một phương án khác đó chính là bác sĩ tâm lý cũ của hannibal sau khoảng thời gian trốn chui trốn lủi thì cuối cùng cũng đã xuất hiện bà ta khai hết tất cả những gì hannibal đã làm trong quá khứ và khuyên will tốt nhất nên cẩn thận tại vì hannibal của hiện tại đang cực kỳ ám ảnh với will sau khi will rời đi thì bà cũng cảnh báo với jack rằng will cũng không phải là người đồng đội đáng tin tại sao thì hồi sau sẽ rõ. Quay trở lại với Hannibal, ngày hôm nay văn phòng của ông đón ba vị khách không mời, đó là thuộc hạ của Mason đến để bắt Hannibal đi. Tuy nhiên thì Hannibal không phải dạng vừa, trước khi bị dí súng điện vào người đã kịp cho một người đang xuất tại trang trại lợn bác sĩ và bệnh nhân tái ngộ trong sự vui mừng. Không chỉ Mason mà cả Will nữa. Mason đưa cho Will con dao yêu cầu cắt tiết Hannibal để dụ đám lợn, rồi thả Hannibal xuống để lợn ăn thịt. Nhưng mà thay vì cắt tiết thì Will lại cắt tê chói của Hannibal, nhưng mà chưa kịp làm thêm cái gì thì đã bị đập một phát vào đầu rồi ngất đi. Tỉnh dậy sau cơn hôn mê thì thừa thứ duy nhất Will thấy là thân giới bị ăn sạch của tên quân đồ. Trong lúc Will ngất xỉu thì Hannibal đã kịp đưa Mason đi rồi sau đó cho anh ta rồi trong cơn phê pha, Hannibal bảo gì Mason làm đấy, kể cả tự cắt ra mặt mình. <laughs> Phim. Will trở về nhà sau ngày dài mệt mỏi và phát hiện ra chó của mình đã được cho ăn tử tế nhưng mà thực phẩm hôm nay hơi lạ, có vẻ là tươi sống quá. Và đó chính là da mặt của Mason. <laughs> Phim. Mason đã cắt từng mảng da của mình ra rồi cho từng con chó ăn một Hannibal cũng xuất hiện ở đó và cũng không thèm che giấu gì việc mình đoạt mạng người nữa Bây giờ thì mọi chuyện đã rõ như ban ngày Will gọi cho Jack để ông ta đến gặp Mason hỏi chuyện Nhưng mà thanh niên kia sau khi chơi tì đá thì đã quên luôn ai hại mình Thậm chí còn nhớ đến Hannibal như một ân nhân công đức vô lượng đó như này thì nói năng gì nữa Jack trở về và người tiếp theo đến thăm Mason là em gái của anh ta Mago Giờ thì với một tên tàn phế như Mason thì Mago không phải sợ gì cả và quyết định chăm sóc để Mason có một tương lai tâm tố nhất có thể Tại vì đây là phim Hannibal mà Cuối phim thì Will nói với Hannibal về việc Jack bắt đầu nghi ngờ cả hai Giờ thì cả anh và em nên trốn đi thôi Nhưng mà trước khi trốn thì cần giải quyết cho xong với Jack đã Bởi vì Jack vẫn muốn bắt thợ sẻ Chesapeake Nên là Hannibal đã mời Jack cùng mưu đến nhà ăn tối Tiện kể luôn sự thật Và cũng là để chuẩn bị cho sóng gió của tập cuối cùng Tập 13 Giờ thì sân khấu đã dựng Chỉ còn đợi diễn viên Người đầu tiên xuất hiện là Jack Với lời đồng ý tham gia bữa tối của Hannibal Về phần Will sau đó đã đến văn phòng của Hannibal Để dọn dẹp hết hồ sơ bệnh nhân Trước khi cùng anh đi trốn Will thì cái gì cũng tính nhưng mà lại không tính được là Hannibal có cái mũi siêu thính. Lướt qua người Will, Hannibal ngửi thấy mùi hương quen thuộc của người phụ nữ khác. Ông thất vọng về Will đã lừa dối mình. Tại sao? Bởi vì mùi của người phụ nữ này chính là Freddy Lounge người đáng ra đã chết từ lâu. Nếu mà Freddy Lounge còn sống thì chứng tỏ mọi sự đồng thuận từ trước đến giờ của Will đều là giả dối. Biết mình bị lừa nhưng mà Hannibal vẫn tiếp tục kế hoạch như ban đầu. Trong khi đó, sếp của Jack đã phát hiện ra kế hoạch của Jack và Will nên quyết định là một vài pha bóp giải. Bà ta yêu cầu Jack nộp lại thẻ cảnh sát và súng. Jack ok nhưng mà bà ta lại ra lệnh chui não Will Điều này đã trigger đến Bloom Xong vào phòng của bà này nói đạo lý Nhưng mà tiếc là Bloom không phải là men Nên là thoát nô rút không có tác dụng Jack và Will vẫn phải tiếp tục thực hiện kế hoạch Dù không có sự giúp đỡ của FBI Tối hôm đó Jack đến nhà Hannibal để chuẩn bị ăn tối Và cảnh vật nhau siêu cháy ở tập 1 cũng diễn ra Nhưng mà lần này thì có thêm đoạn sau Là sự xuất hiện của Bloom Cô đe dọa Hannibal khai ra vị trí của Jack bằng súng Nhưng bất ngờ chưa Hannibal đã rút hết đạn từ lâu Và giờ thì John VN cũng không cứu được Nên là Bloom đành co giỏi lên chạy nhanh chóng vào một căn phòng kín khóa cửa rồi lấy từ trong túi áo ra đạn dự trữ chưa kịp bắn phát nào vào Hannibal thì đã bị bất ngờ bởi sự xuất hiện của Abigail người mà ai cũng đã tưởng chết từ phần 1 Abigail chỉ xin lỗi rồi đẩy một phát Bloom từ tầng 3 xuống quả này khó sống rồi nhưng mà Will đã đến kịp cái mà làm gì giờ chắc đắp áo cho người ta rồi đi vào thôi bên trong nhà Hannibal đang đợi sẵn cũng giống với Bloom Will sững sờ khi thấy Abigail nhưng mà không để ý rằng Hannibal đang đứng sau mình Hannibal lúc này buồn lắm tại vì Will đã không chọn họ đã nhẽ ra Cả ba đã có thể bỏ trốn cùng nhau và trở thành người nhà nhưng mà Will không chịu nên là Hannibal quyết định từ gia trưởng tiến hóa thành Jandere cho Will một nhát vào bụng và Abigail một nhát vào cổ rồi rời đi trong sự đau đớn cơn mưa ngày hôm đấy đã cuốn trôi mọi thứ kể cả cái áo của Bloom Hannibal từ sát nhân thành sát nhân. Cuối phim thì Hannibal lúc này đang ngồi trên máy bay rồi đi cùng với bác sĩ tâm lý của mình. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Hãy đón xem trong phần recap của chúng tôi tiếp theo. Hoặc là nếu bạn xem phim rồi thì bạn biết rồi. Tốt là vui vẻ, đừng quên đăng ký giờ reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại. Video này được mang đến cho bạn bởi content nhật minh và giọng đọc vui vẻ Được phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa, ăn tối, trước khi đi ngủ Hoặc khi bạn cần một cái gì đó ở background để làm việc, học tập Được chúng tôi tổng hợp và cóp nhặt từ nhiều nguồn thông tin Nếu có gì sai hoặc cần đính chính, các bạn hãy vui lòng comment bên dưới để chúng tôi rút kinh nghiệm Để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất, hãy xem lại những phần recap trước trên The Reviewer Tại vì tôi lừa tóm tắt lại Từ sau khi mất Will thì Hannibal đã trở thành boy phố Giữa lòng thành phố Paris rộn ràng người qua lại Có một sát nhân đang lái con mô tô mà không biết tại sao lại có thể mua được dù đang bị truy nã trên đường Anh ta đang đi tới đâu? Lẽ nào là nhà hát lớn? Thật tiếc là không phải Đây là một bữa tiệc kín dành cho những cá nhân đam mê nghệ thuật Hannibal Lecter tham dự với tư cách là Boris Jacob Nhưng mục tiêu của ông ta không phải là tìm hiểu về nghệ thuật Mà là vì Hannibal đang cần hai slot tạm trú tạm vắng Một cái cho ông ta, một cái cho Bedelia Bác sĩ tâm lý cũ của Hannibal Giáo sư Roman Fell vừa hay lại mất lịch sự Nên là nghiễm nhiên trở thành mục tiêu và tất nhiên là cả vợ của ông này nữa để biết tại sao Bedelia lại đi cùng Hannibal thì phải quay ngược lại quá khứ thời điểm khi ông này vừa rời khỏi nhà sau màn tình yêu rực lửa ngang trái với Will Hannibal biết Bedelia đã bỏ nhà chạy lấy người nên mới tới nhà của bà ta để tắm rửa cũng tiện sửa soạn bỏ trốn luôn cơ mà vừa tắm xong bước ra ngoài thì Bedelia đã ở đó với khẩu súng trên tay nhưng mà không phải để bắn Hannibal mà là vì muốn rời đi cùng ông ta Bedelia mặc dù sợ Hannibal nhưng cũng đồng thời có tình cảm với ông ta trên mức bác sĩ và bệnh nhân sự mâu thuẫn này khiến bà tin rằng Hannibal sẽ không giết mình Và đúng là như thế Hannibal sau đó đã cùng Bedelia đến Pháp Và giờ thì họ là vợ chồng nhà giáo sư Fell Một thời gian sau tại Ý Hannibal trong lốt Roman Fell cùng Bedelia Tham dự một bữa tiệc dành cho giới trí thức Bữa tiệc đang rất vui vẻ Thì không biết từ đâu ra một ông dâu xồm xoàm Liên tục cả khịa trình độ của Hannibal Nếu mà đây là nhà hàng riêng hay là chỗ nào vắng vẻ Thì menu bữa tối hôm nay sẽ có thêm một dòng Nhưng mà vì đang ở giữa bữa tiệc đông người nên là Hannibal quyết định combat lại bằng kiến thức kinh nghiệm trải nghiệm khiến cho ông dâu xoàm kia cứng họng còn bedelia thì thở phào tại vì hannibal đã không còn cho ai đăng xuất thêm nữa mối quan hệ của bedelia và hannibal chính ra khá lằng nhằng trong quá khứ thì để khiến bedelia phụ thuộc vào mình hannibal đã thao túng một bệnh nhân của bà khiến hắn ta phát điên lên và xông vào xử bedelia để tự vệ thì bà ta đã cho hắn ăn đấm theo nghĩa đen sau đó thì không hề tình cờ hannibal xuất hiện tại hiện trường giúp bedelia thu dọn hậu quả từ đó thì số mệnh của hai người dính chặt lấy nhau nhưng mà không phải bây giờ tại vì hani Bồ đã mời về nhà Anthony, người mà ông ta đã gặp trong bữa tiệc đầu phim. Anthony là trợ giảng của Roman Fell nhưng mà do thấy sếp quá ngu nên đã quyết định nghỉ việc. Một thời gian sau Hannibal gặp lại Anthony trong lốt Roman Fell này mà bị phát hiện thì thì nhưng mà rất may là chưa bị phát hiện Nên là để may luôn cái mồm của anh này vào thì Hannibal đã mời Anthony về nhà ăn tối Cơ mà vào bữa tối do quá sợ hãi Bedelia vừa ăn vừa run như miền Bắc đón không khí lạnh về Nên Hannibal tạm thời bỏ qua và cho Anthony lời mời đến dự buổi giảng của mình Ông ta định cho Anthony biết luôn sự thật rồi giết một thể Bedelia có thấy ổn về điều đó không? của Loilia Giờ thì có đen vô với Min cũng không cứu nổi Nên là Hannibal chưa cả giảng xong Thì bà này đã chạy về thu hết quần áo để chuẩn bị chạy trốn Cũng trong thời gian đấy Anthony theo lời mời của Hannibal đã tới buổi giảng Và phát hiện ra Hannibal đang đóng giả Roman Fell Nhưng mà thay vì tối giác Thì anh ta quyết định tôn vinh cách sống của Hannibal Chắc là nghe cũng xuôi tai nên Hannibal dẫn Anthony về nhà Họ mở cửa đúng cái lúc Bedelia chuẩn bị rời đi Thôi thì hết cứu Nhưng mà không phải là Bedelia mà là Anthony Hannibal phang ngay cục đá vào đầu anh này vì bedelia đã biết hết kế hoạch của hannibal nhưng mà vẫn phải ngoảnh mặt làm ngơ vì kể cả có báo án thì bà cũng sẽ bị khép tội đồng phạm Thôi thế thì Bidilia chịu rồi Không bỏ trốn nữa Còn về phía Anthony Sau khi chết thì đã được Hannibal hóa kiếp thành kiềng ba chân Và tập 1 kết thúc ở đó Sang tập 2 chúng ta được gặp lại Will Graham và Abigail Cả hai người đều chưa chết Abigail trách Will vì sao lại lừa dối Hannibal Còn Will thì vẫn đang lang thang trong dòng chảy ký ức Về người đàn ông gia trưởng của đời mình Bộ phim cũng theo đó mà chuyển cảnh Will và Abigail bây giờ đã tới Ý Và tình cờ làm sao khi họ lại xuất hiện Ngay chỗ Hannibal giết Anthony Will lại tiếp tục dính vào vụ án Tại đây anh ta gặp một người đàn ông tên là Rinaldo Pazzi Ông này có năng lực thấu cảm giống Will Nhưng mà chưa đủ trầm cảm để được Hannibal chú ý Rinaldo kể rằng cách đây 20 năm Thì Hannibal đã từng được mệnh danh là Il Mostro Và gây ra những vụ án kinh hoàng tại Ý Khi ép một cặp nam nữ phải cosplay thành tranh của Botticelli Nhưng mà cũng giống như tất cả các vụ án khác Hai kinh nhân vật chính giúp Hannibal thoát tội Còn về cái ông cảnh sát kia thì vì vụ này mà mất hết việc Danh tiếng đi xuống khiến tâm lý bị ảnh hưởng nặng nề Nhưng mà Rinaldo không từ bỏ Vì ám ảnh với Hannibal của ông này còn nặng hơn bệnh tâm lý của mình nên là ngay khi vừa gặp Will, ông này đã yêu cầu được cộng tác để bắt Hannibal. Will thì sau mùa 1 và mùa 2 đã phát hiện ra mình cùng song tử không phù hợp làm team work nên định từ chối, nhưng mà lại phải đồng ý thì mới được vào xem hiện trường nên là thôi, làm một tí thôi nhá. Nhìn cái xác trước mặt thì Will bắt đầu thấu cảm Nhưng mà hung thủ chưa thấy đâu mà chỉ thấy một con hươu dị dạng sinh ra từ cái xác Will sợ đến ngã ra cả sàn Phải tới khi Abigail xuất hiện thì anh mới bình tĩnh lại Cả hai bắt đầu ngồi nói chuyện về Hannibal Rồi bỗng dưng Will xin lỗi Abigail vì đã không thể giữ cô bé lại với thế giới này Hóa ra là Abigail thực ra đã chết từ lâu lúc bị Hannibal cắt cổ Tất cả những Abigail vừa xuất hiện đều chỉ là tưởng tượng của Will Anh ta hoàn toàn đơn thương độc mã trên hành trình tìm kiếm người đàn ông gia trưởng Will đang phiêu du trong trí tưởng tượng của mình thì Ronaldo bất ngờ xuất hiện và tiếp tục nói với Will về những ám ảnh của mình với Hannibal Nhưng mà đang chém gió dở thì tự dưng Will có cảm giác lạ Lẽ nào Hannibal đang ở đây? Không nghĩ nhiều, anh ta nhanh chóng chạy xuống phía hầm để tìm kiếm Hannibal Mặc cho Ronaldo đứng trên và chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra Và Will đã đúng, Hannibal đang ở đây Nhưng mà hiện tại thì ông ta vẫn chưa có ý định gặp Will Vì vậy mà tiếng mưa vang rừng núi thì người trả lời lại chỉ là Ronaldo Ông ta theo Will xuống đây để tìm Hannibal nhưng mà Will đuổi ông ta đi Đây là chuyện dương tư của vợ chồng người ta À, đừng có xen vào và những lời nói này đã đến tai Hannibal Người đứng sau cái cột mà không ai biết Ronaldo rời đi Còn Will Graham thì tiếp tục hành trình truy thê của mình Nhưng mà do tìm mãi không thấy Nên là Will quyết định đổi địa điểm Và nơi được chọn là Lithuania Chúng ta sang đến tập 3 à, Trong cuốn Hannibal trỗi dậy của nhà văn Thomas Harris Thì có đề cập tới nơi mà Hannibal sống khi còn trẻ trâu Đó chính là Lithuania Và trong tập này thì Will đã tìm thấy nó Các nhà này đã bị bỏ hoang từ lâu Nhưng bất ngờ là còn một phụ nữ châu Á sống ở đấy Cô ta là ai và đang làm gì ở đây? Will thì không biết nhưng mà anh ta biết là cái chỗ này đáng để điều tra Thế là sau một hồi tìm kiếm Will phát hiện ra căn hầm Nhưng ở dưới đấy không có Loli mà là kẻ đã giết chết em gái của Hannibal nhiều năm trước Cùng lúc đó thì người phụ nữ châu Á kia cũng quay lại và chĩa súng về phía Will Nhưng mà giờ thì chỉ có súng thịt của Hannibal mới làm Will loạn trọng thôi Anh bình tĩnh giải thích cho cô gái về mối quan hệ của mình với Hannibal Nghe Will và Hannibal là bạn thì cô gái cũng buông lỏng cảnh giác và tự giới thiệu mình là Chiyo trong nguyên tắc của nhà văn thomas harris thì chiyo là người hầu của murasaki cũng là gì của hannibal chiyo sau khi trưởng thành thì đã lấy chồng và quay về nhật thế thì tại sao bây giờ lại ở đây câu trả lời nằm ở ông lão bị nhốt kia như đã nói ở trên ông này là người đã giết misa em gái của hannibal và tất nhiên với một người như hannibal thì việc bỏ qua hận thù rồi sống hạnh phúc còn khó hơn cả việc khen thêm chấn thành nên là hannibal đã tìm tới ông ta để giết và ăn thịt nhưng mà bị chiyo ngăn cản vì dù sao thì chiyo cũng là con người thấy đồng loại bị giết thì cũng rén phết nể tình Chijo nên là Hannibal đồng ý tha cho tên kia một mạng nhưng mà vì Chijo là người xin tha cho hắn nên là mạng sống của hắn từ nay cũng là do cô chịu trách nhiệm và Hannibal rời đi để lại Chijo trong căn nhà tan hoang với tên kia suốt mấy chục năm trời và giờ thì Will đã đến anh này cố gắng dùng thông não chi thuật để khiến Chijo từ bỏ người đàn ông kia tại vì Hannibal làm vậy chỉ là do hắn tò mò xem Chijo sẽ làm gì chứ không hề xuất phát từ tình thương người nhưng mà Chijo không tin tại vì dù sao thì tin cậu chủ của mình cũng hợp lý hơn là một cái thằng xâm nhập bất hợp pháp thế là Will phải tìm cách khác đêm đấy trong lúc Chijo đi vắng, Will đã đến và thả cho ông kia đi. Nhưng mà thay vì bỏ trốn, thì ông này lại quay trở lại lồng giam và đợi lúc Chijo về để phục kích. Bị đẩy vào tình thế hiểm nghèo, gái Nhật không còn cách nào khác ngoài giết ông kia và tự giải thoát cho chính mình. Giờ thì kế hoạch của Will đã thành công và anh lại càng giống Hannibal thêm một chút. Chijo cũng thấy được điều đó nên đã đồng ý dẫn Will đi gặp Hannibal. Trước khi rời đi, thì Will không quên trang trí cho cái xác một đôi cánh bướm, ngụ ý rằng con sâu Chijo đã mở kén. Trong lúc Will đang ở Lithuania, thì một nhân vật đã quay trở lại đó chính là jack người bị cắt trúng động mạch cổ nhưng mà vẫn sống jack sang ý nhưng mà không phải để đi hưởng tuần trong mật với vợ hay là bắt hannibal mà chỉ đơn giản là đi theo will đó là lý do mà ông từ chối lời mời hợp tác của rinaldo về phần hannibal người đang có bữa tối thân mật cùng bedelia và giáo sư sogliato thân đến nỗi giáo sư sogliato chưa kịp ăn miếng thịt nào thì đã được ăn ngay cái cây độc đá vào đầu những ngày sau đó hannibal vẫn tiếp tục mời thêm người về nhà mình ăn tối vừa để tạo mối quan hệ vừa mở rộng quyền lực và để trêu đãi đồng nghiệp bằng chính đồng nghiệp nhưng mà sự bận rộn này thực chất chỉ là thứ để che đi nỗi sầu muộn trong tim. Hannibal chưa bao giờ ngừng nghĩ về Will. Cơ mà hình như là do nghĩ nhiều quá nên thành ra bị overthinking. Sau mà không hiểu sao lại đưa ra một lời tuyên bố rõng dạc là ăn thịt Will Graham. Nhưng mà tạm thời chuyện này chưa xảy ra được Tại vì trong tập 4 một biệt đội báo thủ đã được thành lập Bao gồm Mason và Bloom Lùi lại thời gian một chút trước khi liên minh này được thành lập Thì Chilton, người lúc này đang cực kỳ khai cú với Hannibal Đang đi khắp nơi để tìm đồng minh Đầu tiên thì ông này gặp Will Gạ Will cùng mình trả thù Hannibal Nhưng mà thứ Will muốn là Hannibal chứ không phải là cái xác của ông ta Nên là giao kèo thất bại Người tiếp theo mà Chilton muốn đi gặp là Mason Nhưng mà vì mặt của Chilton trông không tín Và Mason thì giàu bằng 10 phạm nhân vượng cộng lại Nên là điều này cũng hủy cuối cùng thì ông này phải đến gặp Bloom. Không phải nói thì Bloom cũng đã không ưa Chilton từ trước nên là tất nhiên Bloom không chốt deal. Nhưng mà đó không chỉ là lý do duy nhất từ chối Chilton, tại vì cô này đã có một kế hoạch khác để bắt được Hannibal. Vâng, thưa quý vị và các bạn, không có gì đáng sợ hơn một người phụ nữ bị lừa tình. Bloom đã quyết định trở thành bác sĩ tâm lý mới của Mason, gây ấn tượng của anh ta và nhanh chóng lợi dụng được Mason để bắt Hannibal. Thậm chí là Mason còn thuê hẳn một ông đầu bếp biết làm thịt người để chuẩn bị cho việc ăn thịt Hannibal. Về phía Jack, sau khi bị Hannibal cắt cổ vẫn sống sót, nhưng mà vợ ông và căn bệnh ung thư của bà thì không, bệnh tình ngày càng nặng, vợ của Jack càng phải chịu nhiều tổn thương, để chấm dứt tất cả đau đớn của vợ thì Jack quyết định cho bà một cái chết nhân đạo. Và giờ thì không còn lý do gì để ở lại Mỹ nữa, Jack lên đường sang châu Âu tìm kiếm Will và bắt Hannibal. Giờ thì biệt đội báo thù Hannibal chính thức vào việc mở đầu cho một tập năm đầy sóng gió thì còn nhớ là ông thanh tra Rinaldo sau khi gạ cả Will lẫn Jack đi bắt Hannibal không được đã chuyển sang đối tượng khác là Mason. Bản năng stock của một người phụ nữ đã được đánh thức trong Bloom sau khi bị lừa tình. Cô này dựa vào thói quen và sở thích của Hannibal để tìm kiếm vị trí hiện tại của ông này. Bởi vì Hannibal là một người sành ăn nên là ẩm thực châu Âu ngoại trừ anh sẽ rất hợp với sở thích của ông ta nhất là ý và pháp không phải anh qua điều tra thì bloom đã phát hiện ra tại florence ý có một cửa hàng chuyên bán những nguyên vật liệu đặc biệt mà hannibal từng giới thiệu cho cô có một người phụ nữ hàng tuần đều đặn tới đó mua đồ và thanh toán bằng tiền mặt giác quan thứ sáu trong bloom bảo với cô rằng đây chính là người của hannibal vì vậy mà bloom ngay lập tức thông báo chuyện này với mason để theo đó mà treo thưởng cho cái đầu của hannibal khắp florence chuyện này sau đó đến tai rinaldo không nghĩ nhiều ông ta đề nghị hợp tác với Mason và nhận được số tiền một triệu đô nhưng mà chưa hết Mason đã đưa thêm một cái điều khác siêu hời nếu mà Ronaldo lấy được dấu vân tay của Hannibal thì sẽ cho ông ta thêm 3 triệu đô wow, tư bản đã lên tiếng thì công lý cũng chỉ là một diễn viên hài Ronaldo ngay lập tức đi tìm gặp Hannibal và định nhân lúc ông ta không để ý thì lấy dấu vân tay nhưng mà Hannibal đã biết hết ngay lúc Ronaldo sơ hở thì đã cho liều thuốc mê rồi giết chết ông ta bằng cách đau đớn nhất mà chúng tôi cần phải censor để đảm bảo cảnh báo độ tuổi ngay lúc hannibal giết chết rinaldo thì jack xuất hiện chứng kiến toàn bộ sự việc vừa xảy ra hai người không nói không rằng lao vào nhau để bắt đầu trận tái đấu lần này thì jack hoàn toàn áp đảo xiên hannibal như xiên thịt tưởng thế trận đến đây là ngã ngũ nhưng mà không Hannibal đã nhanh chóng leo lên phía cửa sổ để Jack theo phản xạ mà đẩy mình xuống cũng vì vậy mà bám được vào cái xác của Rinaldo đang treo lủng lẳng Hannibal tiếp đất thành công trong sự ngỡ ngàng của Jack trong một diễn biến khác thì Will người lúc này đang cùng Chio trên đường tới Florence để gặp Hannibal giữa đêm tranh thăng gió mát một cặp đôi nam nữ đứng ở mạn tàu tâm sự nhìn nhau đầy ám muội họ sẽ làm gì sau đó họ đẩy đối phương xuống tàu khi anh ta ngã sấp mặt Will đã bị Chio cháp ngay từ đầu thì Chio đã không có ý định dẫn Will đi gặp Hannibal con tàu cứ dần dần biến mất vào bóng đêm, còn Will thì lại bắt đầu gặp ảo giác và loạn trọng bước từng bước tới Florence. Tập 5 cũng theo đó mà kết thúc, nhưng mà đường về nhà của Hannibal vẫn còn dài lắm. Sau trận tài đấu với Jack, mặc dù thoát chết nhưng mà Hannibal vẫn chịu nhiều thương tổn, nhiều đến nỗi mà sang tận tập 6 rồi vẫn chưa về nhà. Bedelia sau khi thấy Hannibal về nhà trong tình trạng thương tích đầy người thì đã xử lý vết thương và cũng tiện xử lý luôn cả mối quan hệ của mình với Hannibal. Bedelia yêu Hannibal nhưng mà không mù quáng, bà này đủ tỉnh táo để biết rằng một ngày Hannibal sẽ giết mình nên là trước khi chuyện này xảy ra bedelia sẽ sủi trước kế hoạch là như thế nhưng mà trước khi bedelia định sủi thì đã bị will và jack bắt gặp trong cơn phê thuốc trong cơn phê bedelia hoàn toàn nghĩ mình là lydia fell cho dù có gặng hỏi thế nào cũng không được cảm thấy việc tìm kiếm hannibal thông qua bedelia không khả quan lắm will đã tự tìm cách khác và bất ngờ là anh này tìm ra thật hannibal đang ở bảo tàng trước bức tranh botticelli will bước vào và chào hannibal như thể season 1 và season 2 chưa từng tồn tại cả hai tự dưng nối lại tình xưa rồi dắt tay nhau rồi khỏi bảo tàng happy ending khó cái phim duy mỹ hóa việc ăn thịt người thì lấy đâu ra kết cục có hậu ngay khi đang vui vẻ cùng Hannibal thì Will đã rút dao ra anh định làm gì không ai biết vì trước khi Will định làm gì đấy thì Chijo đã làm trước rồi một viên đạn xuyên qua vai khiến Will ngất xỉu Hannibal theo đó cũng dẫn Will đến một nơi bí mật chỉ có hai người đường là để thủ thủy tâm tình nhưng mà khi Will mở mắt ra thì lại thấy mình đang bị trói và ngồi trên một bàn ăn dành cho ba người Will và Hannibal đang ở đây rồi vậy người còn lại là ai đó chính là Jack Jack view mà tìm tới đây nhưng mà lại rơi vào bẫy của Hannibal trong lúc không để ý đã bị cắt mất gần chân Hannibal lật kèo khách đã đến nhưng mà đồ ăn vẫn chưa dọn ra không sao đồ ăn ở đây ở đâu đây Hannibal cầm cái cưa để chuẩn bị làm Will bảy món nhưng bộ phim bất ngờ chuẩn cảnh cả Hannibal lẫn Will đều đang bị treo lên cùng những con lợn khác người bắt họ là Mason chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra tập 7 sẽ giải đáp tất cả theo đề xuất của Mago thì Mason đã mua chuộc một tay cảnh sát và đó chính là cái tên đã thẩm vấn Bedelia trước đó vì vậy mà vị trí của Hannibal mới lộ nhưng mà tại sao lại chỉ có hai người bị bắt trong khi hiện trường có tận ba Jack đang ở đâu muốn biết thì phải hỏi Chiyo tại vì sau khi Hannibal và Will bị đưa đi thì cô đã bắn chết viên cảnh sát định giết Jack và cứu ông ta ra ngoài đổi lại thì Jack phải nói với CEO về vị trí hiện tại của Hannibal và Will. Về phía Mason, sau khi bắt được Hannibal và Will đã quyết định vỗ béo cả hai chờ ngày lành tháng tốt thì thịt. Nhưng mà ngày lành tháng tốt đấy không bao giờ tới vì Bloom sau khi bị Hannibal lừa tình đã quyết định move on và chơi BD với Mago. Từ đó thì sau mỗi lần hai con bướm tâm sự thủ thủy họ lại hiểu nhau hơn và lên kế hoạch để giết Mason. Nhất là sau khi Mago phát hiện ra Mason đã đưa bào thai cùng tử cung của mình vào một con lợn cái và tệ hơn là đứa bé đã chết trong bụng một con lợn. WTF phim Mason đã thành công chứng minh là Fury chỉ có thể tồn tại trong hentai, Mago căm hận ông anh của mình. Nhưng mà hai người phụ nữ chân yếu tay mềm thì cũng khó làm được cái gì cả Đó là lý do họ cần đến sự giúp đỡ của Hannibal Hannibal thì cũng muốn cứu Will Người lúc này đang bị Mason cho một khóa sinh tu không skin Nên là vội chốt điều với Bloom Còn Will lúc này thì đang ở trên bàn mổ chuẩn bị phẫu thuật đổi thịt theo nghĩa đen Nhưng mà lúc mà da của Will bắt đầu bị cắt thì phim chuyển cảnh Mason bây giờ đang nằm một mình với cái mặt nạ da người chắc chắn không phải của Will Tại vì lúc này Will đang được Hannibal bế kiểu công chúa dưới một thời tiết không thể đẹp hơn Vậy thì chuyện gì đã xảy ra? Tất nhiên là Hannibal đã xuất hiện và cứu Will đồng thời lột ra ông bác sĩ rồi đắp lên mặt Mason để bổ sung sắt và dưỡng chất. Ơ từ từ nhé, quên gì không nhỉ? Tại vì là Mago cần giống của Mason để được thừa kế tài sản. Nên là trước khi rời đi thì Hannibal đã cho Mason được trải nghiệm massage tiến từ luyệt. Kết cục là Mago đẩy Mason xuống bể lươn, chứ một anh trai. Còn về Hannibal và Will, sau khi cùng nhau rời khỏi trang trại lợn đã đến nhà của Will để nghỉ ngơi. Thân xác thì có thể nghỉ ngơi chứ tâm trí thì không. Will lúc này đã không còn một chút niềm tin nào về Hannibal nữa. Anh ấy thật si đời. Hannibal thấy Will như vậy thì cũng không ép nữa, nhưng mà vì muốn làm hòa với Will nên đã quyết định tự đầu thú, vì nếu Will muốn gặp Hannibal thì đã biết phải tìm ở đâu rồi đấy. Và sau từng đấy biến cố xảy ra mà muốn làm mới cốt truyện thì chỉ có một cách là time skip. 3 năm sau ngày Hannibal đầu thú, phim chuyển qua tập 8, một phản diện mới đã ngấp nghé xuất hiện. Đây cũng là phản diện chính trong phần truyện gốc dòng đỏ của Thomas Harris có tên là Francis Dola đô la hai đô la hai tuy nhiên để ngoại trừ việc hắn ta thích hòa thú vào đen trăng rằm do ảnh hưởng từ bức tranh The Great Red Dragon and the Woman thì vẫn chưa có quá nhiều thông tin về Francis vì vậy hãy chuyển ngay qua Hannibal người đang đi tù như đi nghỉ dưỡng do có quan biết với viện trưởng mà cụ thể là người yêu cũ nên hắn có một phòng riêng mô phỏng lại văn phòng tâm lý trước kia ngày ăn cơm ba bữa nhà nước nuôi chán thì có người đến ăn cùng có thể nói đây chính là trải nghiệm trong khi đó thì Will đang sống ẩn dật ở quê với vợ và con riêng của vợ nhưng mà Will cứ sống yên bình thế này thì làm gì có phim để mà xem nên là Jack đã đến và lôi will lại hiện trường với những vụ án giết người vụ án lần này là về cái chết của một gia đình vào đêm trăng rằm nhưng mà họ không phải là những nạn nhân đầu tiên tại vì đêm trăng rằm trước đó tại chicago cũng có một gia đình bị giết chết theo cách tương tự ngoài ra theo báo cáo từ phía pháp y thì dấu vân tay có tại hiện trường cũng không hiển thị trong máy tìm kiếm điều đó chứng tỏ hung thủ chưa từng có tiền án tiền sự thế là việc tìm kiếm hung thủ càng trở nên khó khăn thấu cảm của will thì do lâu không dùng nên là hơi lỗi win một tí nên là để cải lại win cho não thì will lại đến gặp hannibal và giờ thì họ đã đổi vị trí so với season 2, sang tập 9, hai người bạn lâu ngày không gặp. Nhưng mà thay vì trao nhau những cái ôm mặn nồng thì Will lại vạch rõ giới hạn để Hannibal biết rằng mình tới đây chỉ để nhờ ông ta giúp về vụ án. Cơ mà Hannibal thì đọc Will như một cuốn sách, ông ta thừa biết là Will đến đây chỉ muốn gặp mình thôi. Sau một hồi đàm phán thì Hannibal đồng ý giúp Will phân tích vụ án. Ông lại cho rằng tên hung thủ trong vụ án lần này với Will rất giống nhau, đều cần một gia đình để nương tựa. Will chọn kết hôn với Molly, người vợ hiện tại cũng là để vơi bớt cảm giác cô đơn, còn với hung thủ là giết người. Wow, không tương tự lắm. Tất cả những gia đình là nạn nhân của hắn đều được biết là đang rất hạnh phúc và gần như một gia đình kiểu mẫu. Trước đây để tạo ra một gia đình cùng với Will thì Hannibal đã thao túng Abigail khiến cô bé phải từ bỏ sự ám ảnh với bố ruột của mình, thậm chí là còn làm giả cái chết của Abigail để chuẩn bị cho việc bỏ trốn. Nhưng mà sau khi phát hiện ra Will không yêu mình đến thế thì Hannibal đã tự tay đập nát tất cả, kể cả Abigail. Về phần Francis, trong lúc FBI lật cả cái nước Mỹ lên để tìm hắn thì hung thủ bây giờ đang bận yêu tiếng chung với lên một cô gái mù. Cả hai con người khiếm quyết đều bị thu hút bởi nhau mặc dù khi bị mù thì nó không giết người và trong biểu hiện của hung thủ thì có lẽ là không giết lên nữa cùng lúc đấy trong giấc mơ của will xuất hiện hình ảnh cái chết của molly như một foreshadow cho những tập sau cuối phim hannibal nhận được một cuộc điện thoại từ bên luật sư nhưng mà luật sư để làm gì khi mà hannibal chưa có ý định tội ngoại chính xác vì người gọi là francis hắn gọi để cho hannibal biết bản thân đã tiến hóa từ dòng đỏ thành nước tăng lực number one nhưng mà tại sao francis lại kể chuyện này với hannibal câu trả lời nằm trong tập 10 francis biết đến Hannibal thông qua những bài báo của Freddy Lounge. Thấy ông này cũng hợp gu mình phết nên là Francis quyết định trở thành fanboy. Francis tin rằng Hannibal là người duy nhất hiểu mình và nếu có cơ hội được gặp idol thì anh ta muốn thử cho Hannibal chuyển hóa, tức là giết ấy. Hannibal nghe xong thì kiểu ok, đến là đón. Cùng trong khoảng thời gian đấy thì Bedelia, bác sĩ tâm lý cũ của Hannibal đã quyết định mở khóa học chia sẻ kinh nghiệm, nhưng mà không phải về làm giàu mà là về khoảng thời gian bị Hannibal thao túng tâm lý. Wow, thời buổi này cái gì cũng làm khoa học được. Will cũng đến xem và chế nhạo Bedelia vì tiền mà đi làm đa cấp. Nhưng mà tiền nào mà chẳng là tiền. Bedelia không quan tâm. Bà ta đã thoát khỏi ra ám ảnh với Hannibal từ lâu, nên là xét về độ thấu hiểu thì có lẽ là Bedelia hiểu Hannibal hơn Will nhé. Nhưng mà cũng chính vì hiểu nên là Bedelia biết rằng không nên tạo ra một mối quan hệ quá sâu sắc với Hannibal. Will biết rõ điều đấy, nên là mặc dù không ưa Bedelia lắm nhưng vẫn đặt lịch hẹn để được gặp bà. Dù sao thì Bedelia bây giờ cũng là người duy nhất mà Will có thể tâm sự về Hannibal. Cũng trong tập 10 thì Francis và Glenn có một buổi hẹn với nhau ở sở thú. Francis muốn cho Glenn biết con hổ trông như nào và khi nhìn thấy hành động đầy tình thương của Glenn với con hổ thì Francis bừng nắng hạ. Cộng với việc sau khi về nhà và lếu lều với nhau, Francis đã chắc chắn rằng Glenn chính là nàng thơ trong bức tranh rồng đỏ. Tuy nhiên cũng chính vì vậy mà bản năng giết chóc trong Francis trỗi dậy, nó bảo anh ta là hãy xiên Glenn đi nhưng mà dăm ma con rồng cũng phải chịu thua trước quý ngài sim lỏ vì không muốn làm hại Glenn nên là francis đã cơ cấu một vé đến bảo tàng nơi đang giữ bức tranh rồng đỏ thật và sau khi cho nhân viên bảo tàng một liều thuốc mê vật lý thì francis đã ăn bức tranh với hy vọng rằng ý chí của bức tranh sẽ theo đường dạ dày mà chuyển hóa thành cứt nhưng mà đang ăn ngon lành thì will bất ngờ đến trong cuộc gặp trước đó với hannibal will đã biết được rằng hung thủ trong những vụ án sát hại cả gia đình có một sự quan tâm đặc biệt tới bức tranh the red dragon and the woman nên là theo chỉ dẫn của hannibal will đã tới bảo tàng này và cuộc gặp mặt này chắc chắn không hề trùng hợp Hannibal đã sắp xếp để nó xảy ra mục đích là để Francis ấn tượng với Will sau đó tiết lộ cho hắn rằng Will có một gia đình hạnh phúc toàn là những điều kiện đầy đủ để đêm trăng tròn tiếp theo có thêm vụ án mạng sau khi trở về từ bảo tàng Will đã họp gấp với Bloom và Jack chẳng cần đi đến kết luận thì mọi người cũng đều biết hung thủ của vụ này chính là Hannibal thế nên là Will sau đó đã tới gặp Hannibal để hỏi ông ta về dự định tiếp theo của rồng đỏ Hannibal thì ngay từ đầu đã không có ý định trả lời nhưng mà vẫn thả cho Will một tí hin rằng rồng đỏ đã có mục tiêu tiếp theo cho đêm trăng tròn Đó là một gia đình quen thuộc Quen thuộc đến mức đó chính là gia đình của Will Graham Một ngày trước khi Francis tìm tới nhà Will Thì những con chó trong nhà đều bị bệnh do ăn đồ Trung Quốc Để cứu chữa kịp thời hành động Trung Quốc để cứu chữa kịp thời thì Molly đã đem chúng nó đến thú y mà không biết rằng khi cái chuông báo động chạy bằng cơm chó biến mất thì cô và con trai sẽ gặp nguy hiểm như thế nào đêm đấy hai mẹ con tắt đèn đi ngủ nhưng mà giác quan thứ sáu của Molly lại bảo là ngủ lúc này là ôn lằn đấy nên là trước khi Francis kịp vào nhà hai mẹ con đã kịp chạy trốn ra bên ngoài dùng cái ô tô để đánh lạc hướng Francis và nhân lúc hắn không để ý chạy ra đường lớn bắt kịp được một cái ô tô ngang qua nhưng mà ngay lúc này một đường đạn sượt qua Francis đã đến tuy nhiên Molly lại nhanh hơn đẩy ông tài sẽ bị thương vào xe rồi đạp vội chân ga chạy khỏi hiện trường. Hai mẹ con thoát chết thành công. Sau khi rời khỏi đấy thì Molly đã tới tìm FBI để xin sự trợ giúp. Will cũng nhanh chóng nhận được thông tin và chạy đến thăm vợ con. Trong lúc Molly đang cấp cứu thì Will đã gặp đứa con trước. Thằng bé đã đọc được những bài báo uy xấu về Will trước kia và sau vụ suýt chết lần này thì niềm tin của nó về Will cũng tụt giảm như lượt follow của Han Hee. Vậy còn Molly thì sao? Cô là người đã khuyên Will quay trở lại FBI nhưng là không thể trách Will trong sự việc lần này được. Mặc dù ngoài mặt Molly vẫn muốn gia đình quay trở lại như xưa, về nhà cùng nhau nhưng bản thân cô cũng sợ rằng nếu mà cứ tiếp tục thế này thì có lẽ một ngày Molly và con trai sẽ không thể giữ được mạng. Will cũng hiểu điều đấy nên là họ chỉ nhìn nhau và cười. Về phía Jack và Bloom, cả hai đã lên sẵn kế hoạch nghe lén lúc Hannibal và Francis nói chuyện với nhau. Nhưng mà giọng của Francis hôm nay hơi quen hóa ra là giọng người suy trước đó do bản năng hắc ám trong người càng lúc càng lớn mạnh francis sợ một ngày sẽ không thể khống chế được nó nữa mà làm tổn thương cờ lên nên là trước khi điều đó xảy ra hắn đã nói lời chia tay với cô còn bây giờ thì gọi điện cho Hannibal để tâm sự tuổi hồng. Hannibal đấy không có nhu cầu nghe nên là để kết thúc cuộc trò chuyện, ông ta cảnh báo Francis là có người đang nghe lén đấy, rồi dập máy, bỏ lại một Francis hoang mang hồ quỳnh hương nhưng vẫn phải nhanh chóng dọn dẹp để rời khỏi hiện trường. Tập 11 kết thúc khi mà Will đến gặp Hannibal để chất vấn về những gì đã xảy ra với vợ con, nhưng mà thay vì một lời xin lỗi, Hannibal quyết định chuyển nghề qua làm luật sư báo chữa cho dòng đỏ. Chuyển sang tập 12, mở đầu là cuộc trị liệu tâm lý của Will với Bedelia. Nghe xong câu chuyện được kể thì Bedelia chắc chắn rằng Hannibal đang bị bệnh bệnh gì bệnh tương tư ở oh, Hannibal yêu Will nên mới muốn giết cả gia đình Will bởi vì nếu như thế thì Will sẽ chỉ chú ý vào một mình ông ta wow tình yêu bờ Vậy còn Will, anh ta có yêu Hannibal không? Will không biết và chuyện đó cũng không quan trọng nữa vì vấn đề với dòng đỏ đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. FBI cần một người có tiếng nói để lên báo nói xấu dòng đỏ nhằm dụ hắn ra khỏi hang và người được chọn là Chilton cùng với đó là Freddy Lounge trong vai trò người viết báo. Suốt buổi phỏng vấn, Will cố tình sử dụng những từ ngữ tệ nhất để miệt thị dòng đỏ và khi chụp ảnh thì còn cố tình đặt tay lên vai Chilton. Hành động này có ý nghĩa là gì? Nhìn Chilton bị Francis bắt là hiểu. Đúng như dự đoán của Will thì Francis tức điên lên khi đọc được bài báo và chất vấn Chilton về cái việc dám xạo lìn về cuộc đời của rồng đỏ trong tình thế ngàn cân trao sợi bún với tính mạng của Chilton thì tự dưng chuông cửa vang lên lên đã đến và mang theo đồ ăn nhẹ để làm hòa với Francis nhưng mà do bị mù nên là không biết đang có người bị trói ở đấy kết thúc cuộc gặp cỡ nhỏ với Glen Francis quay sang tiếp tục câu chuyện với Chilton và khiến ông ta sợ gớt nước mắt khi mà liên tục show hình nạn nhân nhưng mà Francis chưa giết Chilton vội vì hắn còn cần giải oan cho rồng đỏ nên là trước khi Chilton hóa người do thái thì một video xin lỗi đã được gửi đến cho FBI với nội dung tôn vinh dòng đỏ Còn Will Graham là người nói dối Vậy Chilton đã chết ư? Không Mặc dù là bỏng 80% cơ thể Nhưng mà Chilton vẫn sống Và đủ khỏe để kết tội Will Nhìn thấy Chilton bị như vậy Thì Will sợ run cả người Nhưng Bedelia lại bảo rằng rõ ràng Will đã biết chuyện này sẽ xảy ra Khi mà anh đặt tay lên vai Chilton khi chụp ảnh Will nghe xong không hề phủ nhận Và một phần nào đó trong anh ta chấp nhận rằng Mình đã trở thành Hannibal uh. Tại một diễn biến khác, bản năng hắc ám trong Francis đang ngày càng lớn mạnh. Để lâu thêm tí nữa thì nó sẽ làm hại Glenn mất. Nên là trước khi có chuyện gì đó xảy ra thì Francis sẽ giết Glenn. What the fuck bro? Glenn lúc này mới nhận ra là mình yêu phải thằng điên nhưng mà chạy bây giờ cũng muộn rồi. Xăng đã đổ, lửa đã châm. Giờ thì chỉ còn đợi Glenn hóa do thái thôi. Nhưng mà phần người còn sót lại trong Francis lại không chịu được cảnh Glenn bị thiêu cháy nên đã tự sát. Glenn cũng nhân tình huống này mà chạy trốn, thoát ra dưới sự bảo hộ của FBI. Và tưởng vụ án đến đây là kết thúc nhưng mà tập 13 bây giờ mới bắt đầu. Tối hôm đó khi trở về nhà, Will đã bị Francis tập kích nhưng bất ngờ là hắn không giết Will mà còn hỏi ý kiến của anh ta về kẻ thù thực sự của mình. Will nhanh chóng chấp lấy cơ hội hướng sự chú ý của Francis sang Hannibal. Nghe Will nói xong thì Francis thấy cũng hợp lý nên là liền hỏi Will về cách gặp mặt Hannibal. Francis đã muốn thế thì Will cũng chiều. Ngay ngày hôm sau, Will đề nghị với Jack và Bloom cho Hannibal giả vờ vượt ngục rồi dùng điều đó làm mồi nhử Francis. Nhưng mà cách này khá mạo hiểm tại vì nếu Hannibal vượt ngục giả thì khả năng nó thành thật là rất cao và nếu chuyện đó xảy ra thì sẽ có rất nhiều người gặp nguy hiểm trong đó có cả Bloom nhưng mà Will đã đứng ra đảm bảo sau khi giết được Francis thì người tiếp theo sẽ chính là Hannibal thấy được quyết tâm này thì cả Jack và Bloom đều đồng ý triển khai kế hoạch nhưng mà để chắc chắn an toàn thì Bloom vẫn chạy trước kế hoạch chính thức bắt đầu Hannibal cùng Will được đưa lên xe chuyên chở tội phạm để di chuyển nhưng mà đang trên đường đi thì từng viên cảnh sát lần lượt ngã xuống chỉ còn lại Will và Hannibal thế thì đi cướp xe thôi không chê anh nghèo lên xe anh đèo hannibal chở will tới một ngôi nhà trên bờ biển nơi mà ông ta từng nhốt abigail và miriam gần ngôi nhà có một vách biển trông rất thích hợp để nhảy tối hôm đó khi mà hai người đang uống rượu chiêu chiêu thì dòng đỏ đã đến và cho hannibal một phát ngay giữa bụng well idol và fan gặp nhau thì chưa bao giờ có kết cục tốt cả nhưng mà francis không giết mỗi hannibal mà còn muốn quay lại quá trình hannibal chết will định nhân lúc francis không để ý mà rút súng nhưng mà trước khi chuyện đó xảy ra thì đã bị cho một phát dao vào cổ rồi cùng vật lộn với francis ra tận ngoài hiên francis định bẻ lưng will nhưng mà hannibal nhanh tay hơn chạy đến bẻ cổ francis nhiều mối tội yếu quá nên là bị quật như con chưa bỏ cuộc will và hannibal quyết định xong kiếm hợp bích một bên giữ cổ một bên rạch bụng khiến francis chết ngay tại chỗ happy ending không Will và Hannibal đầy thương tích ôm nhau và đã đến lúc bộ phim này có quốc. Tưởng là thế nhưng mà Will bất ngờ xoay người rồi ngã xuống vách đá cùng Hannibal. Cuối cùng bộ phim kết thúc bằng ảnh Bedelia đang ngồi ăn tối với cái chân của mình theo nghĩa đen. Và phim đến đây là hết. Và vừa rồi là season 3 của Hannibal. Tôi là vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Đừng quên đăng ký giờ reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.